Không biết anh mình vừa rồi có bắt đáy bắt dao gì không nữa. Chưa, chị Trang chưa cho ảnh tiền, chưa duyệt cho ảnh, nó ảnh muốn nói mà không được, nó nghĩa là chị Trang chưa có duyệt. À, biết giả bộ khóc khóc ra vậy thôi chứ còn quỷ đen quỷ đỏ lum đó anh ơi. Hello bạn Kiều Nguyễn luôn nha. Tên Kiều thì là không 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 biết được là nữ hay nam nha. Nữ chứ anh, em đâu thấy tên nam có tên Kiều đâu ta. Ủa, có chứ em, mà bác Có có trong trường kinh tế của anh có một anh tên là Kiều, ảnh làm bên khảo thí, bên giám thị đó. Rồi hello Phát nè. Ok, đấy mà đợi mọi người vào. Thôi để anh Tài ơi, để em bật cái Messenger chat đi, rồi cái gì anh nhắn em ở bên để em mở Facebook. Ok, đâu ai. Ok, mình record luôn nha Đức nha. Mình cho coi behind the scenes luôn. Không 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 che gì hết luôn nha. Rồi, đâu, rồi, đâu, chỗ nào rồi, record chưa? gọi là Rồi. full không che. Ừ, đúng rồi. Ok, connect được với anh Tài rồi. Hello Phát, hello Diệu. Có Diệu rồi, các bạn chuẩn bị vào rồi đây. Bây giờ anh mới biết là đọc báo Việt Nam là phải dũng cảm hả anh chị? Đâu có đâu, cái Brave đó là nó, cái trang web nó là cái web browser đó là nó chặn quảng cáo tốt lắm Đức. À dạ Nó nó chặn hết luôn, không không có một cái chút quảng cáo nào luôn. à. Và nếu mà mình muốn coi quảng cáo thì mình có thể nhận nhận được cái token luôn. À Cái token crypto, cái thằng BAT nó, cái thằng BAT đó. thú vị nha. Ừ, thú vị, thằng tụi Brave này, cái tụi Dev nó là open source mà, thấy tụi nó cũng tốt. Em thấy con nào chặn thằng YouTube giùm em với, chứ thằng đó hôm nay nó quảng cáo dã man con ngang quá, mà cái app blocker bữa nay nó chặn thằng app blocker luôn, nó không cho app blocker xài. Thì đó, rồi không, trên YouTube thì chịu rồi, tại vì nó chèn vô thì mình xài của nó thì mình chịu, giống như trên Facebook vậy đó. Bây giờ em đọc trên cái news feed bình thường mở lên là có thể là 6-7 cái mẫu quảng cáo ở trong cái news feed của mình. Dạ, quảng cáo dã man luôn. Quá nhiều. Đấy. Thì ví dụ như nó như thằng Twitter cũng được, ví dụ mình trả tiền cho Twitter thì mình đỡ xem quảng cáo hơn, hoặc là thì phải chấp nhận trả tiền thôi, hoặc là YouTube. Nó ra cái Ok. Rồi chắc là mọi người cũng bắt đầu vào rồi nhé. Chào Chí, chào Diệu, Phát, Kiều ha. Ok, hello các bạn. Các bạn có đặt câu hỏi gì đó thì có thể trao đổi thêm trong cái cửa sổ sổ chat ha. Rất là tiếc là cái nền tảng này thì hình như là không có bật được cho participant nói, đúng không? Mình chỉ chủ yếu là một chiều và trao đổi mình với Đức thôi. Ok, rồi thì các bạn gửi thêm các cái câu hỏi. Thì mà cái buổi ngày hôm nay thì mình với Đức quyết định là sẽ thực hiện thử, đúng không Đức ha, ở trên một cái nền tảng Quickcom exclusive thôi, mà chỉ trên Quickcom này thôi, để mà có cái sự tập trung hơn, và cũng muốn rằng là các bạn làm quen hơn với lại cái nền tảng Quickcom. Thật sự thì mình rất là
thích cái nền tảng này ha. Từ lúc hồi xưa anh lúc trước anh William rồi Yến có mời mình dùng thử ấy, thì mình nghĩ dần dần rồi sau đó thì mình mới thấy là cái khả năng host của cái Wicom này nó rất là tốt. Và Wicom cũng đã hỗ trợ rất là nhiều các cái hoạt động của các cái sự kiện ở Việt Nam. Ví dụ như vừa rồi thì có cái sự kiện của trường kinh tế mình đó, trường ở khoa tài chính đó, thì cũng Wicom hỗ trợ. Đấy, thì hôm nay thì mình với Đức là chủ yếu là giao lưu và trao đổi với các bạn thông qua những cái chủ đề mà hai anh em đã trao đổi những cái tuần vừa qua Đức ha. Đấy, xoay qua xoay lại là mình cũng 7-8 tuần rồi. Mình cũng đi nhiều chủ đề, nếu mà anh nhớ không nhầm là mình cũng đã nói về kế hoạch tài chính, cách lập mục tiêu làm sao, cách xử lý nợ đúng không? Rồi cách quản trị rủi ro. Đấy, rồi cũng có một cái số vừa rồi là có thêm cái bảo hiểm nữa đúng không? Chia sẻ với bạn Linh. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ đón nhận các cái câu hỏi của các bạn cũng như là anh em mình gọi là have a ship đúng không? Có nghĩa là tám chút và các cái chủ đề liên quan các cái topic vừa rồi. Yeah. Cũng như là mình trả lời khoảng 10 câu hỏi mà các bạn đã gửi ở đây. Đấy, thì bây giờ thì anh nhường trả cái micro lại cho Đức. Đó, rồi sau đó thì mình bắt đầu. Dạ. Thì chắc là mình cũng anh chỉ nói là mình tám thì cũng xin phép bắt đầu từ cái tám một xíu. Hiện tại là anh thấy cái báo cáo của tài chính của quý 3 của Mỹ ra anh chị, mà thật sự là em nhìn vào cái báo cáo đó và em đang nhìn cái chỉ số nợ của Mỹ thì em thấy cái số đó em sợ, thật sự là em sợ. Có nhiêu đâu, mới có 30 mấy nghìn tỷ mà 33-34 nghìn gì đó. mà của họ một quý mà họ tăng trưởng tới 4 mấy%. Trong khi đó của Việt Nam mình, tức là một cái nước mà chúng ta cái GDP của chúng ta nó nhỏ hơn của họ rất 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 nhiều, mà chúng ta làm hụt cả hơi luôn cả năm vừa qua, mà chúng ta cũng thấy là đó là bác chúng ta cũng phải dùng cái từ nó nhẹ nhàng hơn một xíu là nó nằm đâu đó quanh quanh 5% mà họ phi cái đó. Mà bên cạnh đó nhìn qua cái chỉ số khác, chỉ đó là chỉ số DXY là chỉ số của mà đô la á mọi người. Đã đang rất mạnh, là mình biết là họ đang làm, mình đang họ đang có những cái tính toán cái chiêu trò gì đó mà em nghĩ là mà một khi mà nó nổ thì em nghĩ là banh á. Thật sự. Thì mọi người vẫn hay nói là không phải, cũng có một số người nói là sẽ nổ thôi, mà vấn đề là thời điểm sẽ nổ lúc nào thôi. Thời điểm nào vậy? Tối nó vẫn có thể xả xì bớt. Thông thường thì nó sẽ có cái giai đoạn người ta gọi là deleverage, tức là họ giảm cái đòn bẩy, nhưng mà em nghĩ đợt này không có cái khả năng gì để mà họ giảm hay là hạ cánh mềm giống như các bác hay sử dụng nữa. Nó kiểu là nó quá lớn. Mà hôm thứ sáu thì cái đồng gọi là giá vàng nó lên lại hơn 2.000 đô rồi. Tức là hồi đợt lúc mà Covid xảy ra thì giá vàng lúc đó tất cả bất động sản rồi chứng khoán rồi mọi thứ nó lên đỉnh đó, thì đợt đó vàng nó lên khoảng gần khoảng chừng 2.080 đô khoảng đó. Thì hôm nay là vàng lên khoảng 2.000 đô rồi, thì chúng ta thấy là cũng nhiều thứ phải nghỉ phép. Tại vì đấy là có những cái bất ngờ đúng không? Cái bất ngờ nhất đối với thế giới hôm rồi là cái cuộc xung đột ở dải Gaza đó, khi mà Hamas tấn công Israel, nó xong hai bên đánh nhau và nó leo thang, thì cái đấy là một cái biến số bất ngờ đấy. Nhưng mà cũng vì cái biến số đó mà ngân sách của Mỹ tự nhiên là bắt đầu được duyệt, có thể là được phải thông qua nhiều hơn. Có nhiều cái lý do lắm, có nghĩa là đấy, ví dụ các cái chính phủ nó hay lắm, ví dụ nó nói là bây giờ đấy an ninh quốc gia rồi xử lý các cái vấn đề quốc tế, thì lúc đó thì họ phải đề xuất và quốc hội phải thông qua thôi, kiểu thường là quốc hội sẽ phải thông qua các cái gói ngân sách mới. Dạ. Đấy. Mà... đấy là cái cách mà nó có thể một cách hợp thức hóa cái chuyện mà bắt đầu các cái khoản chi, các cái khoản tiền được đưa ra cho lưu thông. Em biết nó có trùng hợp hay không, mà em cũng là một fan của Ray Dalio. Ray Dalio là cái anh đứng đầu gọi là CIO của quỹ Bridgewater mọi người, thì nó là một nổi tiếng. Thì anh Ray Dalio anh nói về cái gọi là cái chu kỳ tiền, chu kỳ kinh tế đó, thì anh hay chia sẻ với cái chuyện là khi mà cái nền kinh tế mà nó đi đến cái giai đoạn mà gọi là chúng ta phải reset á, thì nó thông thường hay reset bằng chiến tranh chứ. Cái đấy là cái cách mà xóa bàn cờ nó hiệu quả nhất, đúng rồi, xóa bàn cờ hiệu quả nhất. Thì tại vì sao? Tại vì chỉ có chiến tranh mới là hủy diệt thôi đúng không?
tại vì nó hủy diệt thì nó mới mới tiêu đúng không, mà cái thứ hai là đạn bắn bom nổ rồi đâu có ai thu lại được cái gì đâu đúng không, ngoại trừ phế liệu. Nhưng mà đấy, và cái giá của những cái đó thì nó rất là đắt đúng không? Yeah. Đấy, và tất cả các cái. Dạ, cho nên là một câu hỏi nghiêm túc, rất là nghiêm túc mà em muốn chia sẻ với mọi người, hỏi mọi người đó là liệu chúng ta đã làm cái điều gì mà nếu ví dụ trong trường hợp là có khủng hoảng nó xảy ra kéo dài đâu đó khoảng chừng một năm đến một năm rưỡi, thì chúng ta có bất cứ cái biện pháp nào ở ngay bây giờ chúng ta đang xây dựng để mà ít nhất là cho cái tài chính của mình là mình có thể chống chọi lại được, hoặc còn tốt hơn nữa đó là mình có thể tận dụng được cái cơ hội gì đó hay không? Cái đó là cái mà ở trong cái thời buổi này luôn luôn chúng ta có. Em ví dụ tệ lắm chúng ta cũng có cái quỹ gọi là cái quỹ gọi là dự phòng khẩn cấp đâu đó khoảng chừng 6 tháng đến 12 tháng chi tiêu của gia đình của mình, và nó nằm trong những loại tài sản tính lỏng rất là cao. Ví dụ vậy, đó là một trong những cái mà em nghĩ là chúng ta rất nên cân nhắc những thời lượng như vậy. Và thì chắc là xin phép bắt đầu từ một câu hỏi của một bạn dành cho anh Chí ha. Thì có một bạn hỏi một câu thì nó cũng hơi lạc lạc một xíu mà thôi không sao. Đó là tại sao mà lãi suất thấp mà lượng tiền vào chứng khoán lại sụt giảm lớn như vậy? Thì chắc là cái này là bạn cái đưa câu hỏi này chắc là do cái sự kiện của hôm thứ năm vừa rồi nó thổi đi bay gần 50 điểm trên thị trường chứng khoán đó chứ. À, cái này thì đang hỏi là về trường hợp của thị trường Việt Nam đúng không? Dạ. Ok, thật ra thì cái lãi suất thấp mà lượng tiền vào chứng khoán sụt giảm. Thật ra thì các bạn mà để ý đi thì cái lượng tiền vào chứng khoán nhiều phết đấy nha. Nếu mà coi cái thống kê là cái số dư tiền gửi của nhà đầu tư nước ngoài cũng như là cái lượng tiền mà margin là nó rất là nhiều đó. Đấy, cái tiền mà sử dụng margin hôm rồi mình có, mặc dù là cái số lượng margin nó không có cập nhật đến những cái ngày gần nhất là ngày 26 đó, nhưng mà ví dụ có thể là cái số lượng rồi hôm rồi là cũng đã bị thanh lý một số rồi đó, thì nó có thể giảm đi đâu đó mình sai lệch đâu chỉ cho là 15-20% đi, thì cái số còn rất là nhiều đấy, thì chứng tỏ là không phải là tiền vô chứng khoán ít đâu. Khi mà thấy tivi mà đưa lên chẳng hạn như cụ này cụ kia mà tôi chứng khoán, cho nên mình hay nói đùa là năm nay tôi hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa thấy cái trường hợp nào như thế này đúng không? Đấy, nhưng mà thật để nói cho các bạn là nhiều cái lượng tiền vừa rồi cái thị trường của mình bắt đầu có cái dấu hiệu là FOMO lại đó. Đấy, cho nên là những cái đợt điều chỉnh mạnh vừa rồi trong vòng một tháng, thậm chí là 3 tháng vừa rồi là VN Index nó giảm 10+% các bạn thấy không? Một số cái mã lớn nó giảm tới 30+% luôn. Đó, thì chẳng hạn như anh Tài anh đang chờ Vinhome mà nó giảm thêm khoảng chừng 10-15% nữa là ảnh all in đó. Nhưng mà để mà nói rằng là tiền nó không có sụt giảm đâu, cái bạn gì đặt câu hỏi ha, cái lượng tiền thì vào nhiều đó, nhưng mà nó sẽ có một cái đợt mình nghĩ rằng là sẽ thanh lọc cho những cái người mới quá là FOMO, có nghĩa là thấy cái thị trường nó tăng từ cái giai đoạn đấy đó, cuối khoảng chừng cuối 12 đúng không, đầu hai cuối 22 chứ khoảng đầu 23 thì bắt đầu thấy tiền nó vô nhiều, nó tăng nhiều rồi thì bắt đầu là FOMO, thấy bắt đầu có nhiều người dễ kiếm tiền từ chứng khoán quá, thì trong trường hợp đó là sẽ có cái tâm lý FOMO đấy. Còn quay lại cái câu hỏi của Đức hồi nãy, Đức có nói rằng là cái rủi ro đó, cái mà mình chuẩn bị cái tình huống xấu như thế nào, thì cái này là một cái luôn luôn. Và đặc biệt là trong cái quản trị rủi ro là mình phải có luôn luôn có những cái tình huống đó, có nghĩa là nó có những kịch bản, nó có những cái kịch bản. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là khi mà cái gì đó, cái thời tiết mà nó bất ổn, nhiều yếu tố bất ổn hơn thì mình chủ động hơn, có nghĩa là lúc đó mình phải gọi là activate hết lên đúng không. Ví dụ như cái giai đoạn mà kinh tế nó tốt, không có cái dấu hiệu gì hết, vui vẻ hết, thì thôi mình có thể bỏ lơ cái tài khoản của mình, cái đó là tốt ha, không cần để ý, mình to tập trung chuyện của mình. Nhưng mà những cái lúc mà thấy bắt đầu thị trường nó có nhiều cái biến động, những cái yếu tố vĩ mô rồi yếu tố quốc tế nó không chắc chắn đó, thì lúc này là mình phải dành thời gian nhiều hơn cho cái danh mục của mình một chút xíu. Tại vì có những cái lúc nhanh là mình phải điều chỉnh thôi. Ví dụ như mình thấy nó đến một, mình để ý chứ, ví dụ như là mình thấy nó đến cái mức mà mình cần bảo toàn rồi thì mình thấy nguy hiểm nhiều thì mình nên tránh bớt, và sau đó mình tăng cái tỷ lệ tiền mặt của mình lên, mình chờ. Kiểu như vậy đấy, chứ cũng không nên quá thụ động.
không nên quá thụ động. Dĩ nhiên là mình khuyến khích mọi người là đầu tư một cách thụ động, có nghĩa là mình tập trung vô cái công việc của mình đầu tư vô các cái index này kia, nhưng mà đến những cái lúc mà nó biến động nhiều quá thì mình nên, đúng không, mình có hiểu biết thì mình có thể tăng cái tỷ lệ tiền mặt của mình lên nhiều hơn một chút, hoặc là chuyển sang các cái gọi là các cái công cụ tiền tệ. Việt Nam mình bây giờ cũng có mấy cái công cụ đầu tư gọi là tiền ngắn hạn đó, cái kiểu mà giống như là các cái loại quỹ tiền tệ vô chứng chỉ tiền gửi, vô tiết kiệm kỳ hạn, cái kiểu vậy đó, thì nó vẫn tốt. Đây là cái mà mình biết, chứ các bạn để ý không, hồi hai khủng hoảng tài chính 2008-2009 ở Pháp này nè, quá trời người hưu trí để dành tiền ở trong cái mấy cái tài khoản hưu trí của mình, nó không có để ý, họ không có để ý đến thị trường luôn á, cho nên là đùng một cái khi mà nghe bắt đầu khủng hoảng công bố đồ quá trời, xong nhìn lại cái tài khoản nó bay đi 30-40% rồi, thì cái đó là nó quá nhiều. Đợt đó cũng khoảng hơn 2 triệu người Mỹ bay luôn tài khoản hưu trí, cũng cái đợt 2008-2009. Đấy, tại vì họ quên, họ không có để ý cái danh mục đầu tư của mình đó. Thì lúc trước thì tốt, nếu mà kinh tế bình thường không có gì hết thì mình cứ để không sao. Nhưng mà ví dụ như thấy điều kiện mà nó không chắc chắn thì mình phải quan sát nhiều hơn. Đấy, cái kiểu giống như là bình thường thì mình ngủ mình cũng không cần khóa cửa nhà. Đó. Nhưng mà ví dụ như là cái làng của mình mà lúc nào mà có hội chợ đó, thì mình phải khóa cửa. Tại vì lúc đó đâu phải có dân trong làng không đâu, mà còn dân người ta tới tùm lum hết này kia, thì mình cẩn trọng thì mình khóa cửa thôi. Chứ còn những cái ngày bình thường, giai đoạn khác bình thường trong năm thì không có hội chợ thì mình đâu ngủ cũng đâu cần khóa cửa, ví dụ vậy. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của anh chị rất nhiều. Với là sẵn đây anh em mình có thể giúp một cái câu mà chúng ta rất hay gặp khách hàng hỏi, mà lấy lần trước mà anh em mình like á, thì mấy bạn cũng hay hỏi cái câu mà em thấy rất kinh điển, mà thông thường anh em có một cách trả lời thôi, đó là anh chị ơi, bắt đáy được chưa? Câu hỏi này dành cho anh luôn hả, hay là anh với em luôn? Em nghĩ là thì anh em mình ok. Câu hỏi là bắt đáy được hay chưa, thì thật ra cái câu hỏi này nó sao nhỉ, nó cũng đúng, nhưng mà nó sẽ cần những cái câu hỏi trước đó, giống như các bạn hay hỏi là bây giờ đầu tư được chưa đó. Có nghĩa là cái mà mình cần trả lời cái câu hỏi quan trọng nhất đó là mình muốn đầu tư để làm cái gì, rồi sau đó thì mình mới chọn cái phương tiện, đúng không, rồi sau đó mình mới chọn cái thời gian đấy. Cho nên là ví dụ như là nếu mà một người mà có một cái kế hoạch tài chính, là mình dự định là cái kế hoạch của mình đầu tư, thì mọi người biết rồi, trong chứng khoán thật sự mà gọi là đầu tư đó thì người ta tính theo năm và người ta tính theo thập kỷ, người ta đếm nhé, cái đếm của người ta, cái thời gian đơn vị thời gian của họ là years và decades, có nghĩa là năm và thập kỷ, chứ không phải là đếm t cộng 3 là t cộng 6 gì, đúng không, thì nó khác, nó cái đó thì nó không phải là đầu tư đấy. Thì lúc đó thì nếu mà mình biết được rằng là cái mục tiêu của mình đầu tư là gì, cái thứ hai là cái tiền của mình đến đầu tư đó, mình có chắc rằng là trong cái khoảng thời gian đó mình không đụng vô cái tiền đó hay không, cái đó cũng là quan trọng, rất quan trọng. Ví dụ mình nói là mình đầu tư vô chứng khoán, nhưng mà thật sự là cái tiền đó là cái tiền mình không đụng vô nè, cái tiền đó là mình không có vay mượn nè, margin nè, các thứ này kia nè, đó thì ok, lúc nào bắt cũng được. với mình tại vì trong dài hạn thì thị trường nó luôn đủ đảm bảo rằng là nếu mà bạn ở đủ lâu trong thị trường thì bạn có phần thưởng, có quà thôi. Cảm ơn anh Chí. Thì em thì cũng có khoảng cũng được khoảng chừng 4 năm thì có công tác ở VNDirect, thì em cũng có làm việc trực tiếp với lại cũng tương đối nhiều khách hàng về trong chứng khoán, thì nó có câu chuyện vui như vậy. Cái người nông dân mà chân lắm tay bùn mà phải đi mò cua bắt ốc anh chị, thì mình đi mò dưới đó thì nó cũng tức là cũng rất là khó khăn, mệt mỏi, cũng đụng nhiều cái rủi ro dưới đó, mảnh chai mảnh sành ở dưới đó mà bắt được, mình mò được con cua con ốc gì đó lên, thì cái thằng thương nhân á nó kêu, ê ốc cua ngon quá, bán bao nhiêu ký mày, thì mới mò được lên kêu cái này bán 30.000 ký, ok mua hết chỗ này. Thế là nó cầm phát nó chạy ra ngoài nhà hàng ở ngoài đầu phố á, hỏi ê cái này có cua ốc của ấy ngon lắm, hỏi nhiêu ký, 120 ký mày, được. Thế là thằng nhà hàng nó cầm ra, nó chuẩn bị, nó làm xong nó bán cho mọi người 300.000 ký. Nhưng mà cái người nông dân là cái người mà phải chịu khó khăn rủi ro rất nhiều ở dưới, nhưng mà thật ra là cái lợi nhuận của họ lại là cái người ít, mà cái người buôn ở trên đó thì lại là cái lợi nhuận nó tốt hơn. Thì nó có một cái sự thật, đó là khi mà chúng ta bắt đáy, tức là khi mà chúng ta đang phải đối diện với cái rủi ro rất là nhiều,
Vì cái rủi ro đó là nhất ở Việt Nam nữa, chúng ta tới T cộng 3 lần, thật ra là T cộng 2.5. Thì khi mà rủi ro đó là khi chúng ta bắt đáy có thể là nó còn tiếp tục rớt nữa. Cho nên là bởi vì chúng ta đối diện với cái rủi ro rất là nhiều ở đó, cho nên chúng ta rất có xu hướng là khi mà nó lên đó mà nhấp nhấp một xíu là chúng ta ra lãng tiêu rồi. Rất dễ bị ra hàng ở đó. Nhưng mà nếu mà để ý một cái xíu nữa là nếu một cái thị trường nào đó ví dụ như đang rớt mà nó đụng á, không bao giờ nó hồi phục theo kiểu chữ V được anh chị. Rất ít khi là nó hồi phục một phát đụng đáy xong nó lên thang chữ V. Thông thường ví dụ như muốn lên hay không nó cũng phải retest đổ lại, cái kiểu nó có những cái pha mà chúng ta có thể mua được những pha đó. Nếu thực sự là mình là dân đầu cơ á, em nói thật sự là mình là dân trading luôn, thì mình cũng không có vấn đề gì là mình phải ngồi đoán đáy của nó đâu cả. Cái việc của nó là để cho nó qua đáy rồi chúng ta bắt đầu chúng ta xử lý thêm. Thì em nghĩ là nếu mà đầu cơ, còn nếu đầu tư thì em nghĩ là cái câu trả lời của anh Chí em nghĩ là cái rất là hợp lý ở cái chỗ đó là mình phải hỏi cái là thật sự là mình bước vào thị trường này để làm gì, mục đích và cái mong muốn của mình là gì. Vậy thì cái mà ví dụ như mình để mà mình bởi vì thông thường là mình hay có cái cảm giác đó là mà ở trong thị trường đó, nó có cảm giác là mình muốn chứng minh mình đúng anh chị, chứng minh mình đúng, cái đó nó còn cái ước một cái mong muốn đó, nó còn lớn hơn mong muốn có tiền nữa cơ. Cho nên là cái bắt đáy á nó có cho mình cái cảm giác là mình đúng. Và bản thân chúng ta mà khi bước lên thị trường có, bởi vì chúng ta có tâm lý á, một cái tâm lý rất lớn trong thị trường đó là tâm lý muốn chứng minh mình đúng, chứng minh với chính bản thân mình thôi. Cho nên là có những lần mình sai nhưng mà mình không muốn nhận mình sai, cho nên là mình không dám cắt lỗ. Chính xác. Có những động tác đáng lẽ mình phải cắt lỗ đó nhưng mà mình vẫn có hy vọng đó, bởi vì khi cắt lỗ ngoài cái chuyện là mất tiền thì nó chứng minh cho mình thấy là mình sai mất rồi. Và cái cảm giác mà mình bị sai, cảm giác rất khó chịu nên là rất khó đối phó được. Còn chưa kể trường hợp là còn phải nạp tiền thêm vô mua để trung bình lỗ, để thấy cái lỗ nó ít hơn nữa chứ. Và em nói anh là cái đó chính là thảm họa. Một là để trung bình lỗ là một cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai đó là khi bắt đầu mà lên á, chúng ta mua mà lời, xong bắt đầu chúng ta đẩy margin vào mạnh nữa, xong rồi cứ chúng ta mua lên đẩy margin lời. Vậy thì chúng ta có khi chúng ta lời 100% từ cái đặt hàng đáy chúng ta lên đến cái nơi luôn, nhưng mà ở trên nó chỉ gần rớt 10% thôi, thì gần như cái 100% chúng ta bị thổi bay hết. Chính xác. Cho nên là thông thường á, nếu mà nói về kẻ đầu cơ, là trước khi chúng ta bước vào đầu cơ, chúng ta bước vào thị trường thì chúng ta đã phải có một cái kế hoạch đầu cơ trước đó rồi. Kế hoạch đầu cơ của chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ làm gì và kịch bản thị trường ra sao chúng ta sẽ làm như vậy. Tức là chúng ta phải có cái quyết định hành động đó trước khi cái phiên giao dịch nó xảy ra. Chứ không phải là đợi vô trong phiên giao dịch rồi chúng ta nhìn thấy cảnh này cảnh kia chúng ta thực hiện. Nếu mà chúng ta thực hiện cái quyết định đó trong phiên giao dịch mà không có trước cầu phiên giao dịch thì thông thường những quyết định nó ra bằng cảm xúc. Mà những quyết định ra bằng cảm xúc thì thông thường không có kết quả tốt lắm. Chính xác. Với lại cái tâm lý mà làm cái gì cũng vậy, lúc mà mình cứ hồi hộp đó, đúng không? Cứ thục thò hồi hộp, không biết lúc có bắt hay không thì thường đa phần là bắt chặt. Tại vì cái đấy là cái tâm lý mà mình đâu có một cái sự bình, mình không có một cái sự bình thản, đúng không? Mình không có một cái sự, đúng rồi, nghĩa là cái tỉnh của mình đó. Nhưng mà mình cứ bị dao động thì thường là bị dao động thì lúc đó rất là khó. Còn nếu mình đã xác định mình là đầu tư, đây là cuộc chơi dài hạn mà. Cuộc chơi dài hạn, tại sao chúng ta phải chuyện mà chúng ta chấp nhận một cái rủi ro lớn hơn rất nhiều trong một cái khoảng khắc tích tắc để mà chúng ta kiếm đâu đó một cái chênh lệch để làm gì đó, đúng không? Nếu là đó là cái cuộc chơi dài hạn hơn là mình phải dừng đầu tư. Đấy, nhưng mà phần lớn thì các bạn vẫn thích một cái gì đó nó mạo hiểm, đúng không? Nó rủi ro, rồi các bạn sẽ thích một cái rằng là giống như là một cái thử thách đó. Và cái đấy là thường nó hay tạo ra một các cái cạm bẫy rất là nhiều. Một phần là thử thách. Một phần thứ hai nữa là chúng ta cũng bị tác động bởi những người môi giới cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái đó mình không phải là mình nói xấu hay nói gì cả, nhưng mà ý là câu chuyện là mình phải để ý là cái quyền lợi của người ta với lại quyền lợi của mình nó có đi song hành với nhau hay không. Điều đó rất là quan trọng. Đôi khi cái mà người ta mong muốn đó là mình giao dịch nhiều thôi. Ok, tại vì mình giao dịch nhiều thì phải trả phí thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái mà người ta nói chung là đối với nhà cái người ta đâu quan tâm là thị trường lên hay xuống. Đối với nhà cái thì mọi người cứ giao dịch nhiều là tốt thôi chứ. Ok. Hy vọng là cái câu trả lời của mình với Đức thì giúp một cái bạn nào đấy có một cái hình dung rõ hơn ha. Và cũng nhắn gửi với các bạn luôn, đó là trong một cái quyết định đầu tư của mình thì cái câu hỏi không phải là mua cái gì hay là thời điểm nào mua, bây giờ là tốt chưa hay mua, mà vấn đề là mình đầu tư để làm cái gì, cái mục tiêu của mình đó, để làm cái gì.
ấy, rồi sau đó thì mình mỗi người có một cái kế hoạch riêng đúng không? Dạ. Rồi mỗi người có một cái đặc điểm riêng, một cái hoàn cảnh riêng. Dạ. Đâu thể nào mà mình hay nói, mình có nói đó, đâu có thể nào thấy người ta gì đó ăn khoai mà mình vác mai đi đào đâu. Đúng rồi, nó đâu có giống người ta được đâu. Cho nên mình phải có một cái kế hoạch riêng của mình để nó phù hợp với lại cái khả năng tài chính của mình, cái kiến thức của mình nè, nó phụ thuộc vào cái điều kiện tài chính của mình nè. Đó, rồi cái đặc điểm tính khí của mình đó nha, cái tính khí của cá nhân nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Đó. Đấy. Cho nên là cái đầu tư nó không phải là một cái sản phẩm. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta vẫn còn hỏi câu hỏi là anh ơi em mua được con gì hay không? Chúng ta em nên đầu tư cái gì, thì khi chúng ta vẫn còn hỏi câu hỏi đó thì chân thành Đức chia sẻ đó là mình chưa nên đầu tư, tức là mình chưa sẵn sàng đầu tư. Bởi vì cái quan trọng khi mình bước vào trong đầu tư á, cái quan rất quan trọng là không phải chúng ta biết tất cả, mà cái quan trọng là chúng ta biết cách đặt câu hỏi để chúng ta có thông tin. Là khi mà cái câu hỏi của chúng ta chưa chuẩn thì cái để đầu tư nó cũng rất là khó. Là đầu tư nó là một quá trình. Đầu tư nó là một quá trình và nó là cái sự kết hợp giữa cái chuyện đầu cái phương pháp đầu tư, quản trị rủi ro cũng giống như qua thời gian nữa. Nên nó không phải chỉ đơn giản là một cái sản phẩm nào đó. Ví dụ bây giờ mọi người hỏi anh Chí hay hỏi Đức bây giờ có đầu tư được cái gì, anh Chí với Đức có thể đưa cho ví dụ thôi, có để đưa cho mọi người một cái con một cổ mã cổ phiếu ba chữ cái gì đó thì có thể đó là cái Đức anh Chí với Đức sẽ hại mọi người hại bằng mọi cách. Anh Chí với Đức đều hại bằng cách nào? Ví dụ cho dù là anh Chí với Đức mà có thể chỉ con đó mà mọi người không mai mọi người lời 20-30% thì câu chuyện đó là gì? Mọi người sẽ đầu lại mình lệ thuộc vào anh Chí với Đức, tức là cái khả năng đó của người khác mà mình nghĩ rằng là nó rất là dễ 20-30% hỏi chuyên gia đưa ba con số cái là xong. Đó là trong trường hợp đó là mình lời là mình vẫn bị lệ thuộc vào người khác. Cái trường hợp thứ hai đó là gì, cũng là cái con đó mua, chúng ta cùng mua thời gian với nhau, cùng một khung thời gian với nhau, nhưng cái độ chấp nhận rủi ro của bạn chắc chắn là khác với Đức của anh chị. Cái độ chấp nhận rủi ro hay là cái cấu trúc vốn của anh các bạn khác hẳn với anh chị. Cho nên là mình đâu có nói được là ok mua con đó, nhưng mình đâu có nói là mua cấu trúc bao nhiêu phần trăm của tài khoản của mình rồi đi lệnh như thế nào, mình đâu có chia sẻ được cái đó từng cái đó, thì mỗi người nó khác nhau đó, cho nên chính là giờ nó rất là nguy hiểm nếu mà mình không có trước một cái gọi là bộ kỹ năng để mà đầu tư của mình. Còn ví dụ cái thông tin anh em đưa ra ví dụ thôi, Hà Phát đợt này nó có vẻ ổn đó, nghe một cái gợi ý Hà Phát về mình phải tự nghiên cứu có Hà Phát nó như thế nào, Hà Phát như thế này thế này thế này. Thì vậy thì với cái phương pháp đầu tư của mình thì con Hòa Phát nó có thể là phù hợp ở đây. Đó thì nó mình lấy cái lệnh cái thông tin theo kiểu đó. Tức là mình lấy thông tin để reference, nhưng mà mình phải có được cái khả năng để mà mình track lại thông tin, mình đánh giá lại cái nguồn thông tin đó. Chứ không mình đi theo một cách mà mù quáng là cái đó rất nguy hiểm, cho dù là nó sẽ còn nguy hiểm hơn đó là Đức với anh Chí làm cho các bạn chiến thắng được ban đầu. Cái chiến thắng ban đầu nó làm cho mình sẽ tự tin hơn rất nhiều, mình dễ bị chủ quan. Dạ, rất cho nên là trong đầu tư hay nói đó là phải có một cái gọi là làm bài tập về nhà đó, do your homework là như vậy đó. Dạ. Nghĩa là có một cái câu như vậy, một bất kỳ một cái lời khuyên, những cái thông tin mà mình tiếp nhận tất cả các thứ này kia thì nó chỉ là mang tính chất là tham khảo thôi. Dạ. Trừ cái trường hợp là ví dụ như là mình trả tiền cho cái dịch vụ tư vấn đó, ví dụ ở bên nước ngoài nó có những cái công ty cung cấp dịch vụ tư vấn luôn, mình trả phí đó, thì cái đó là người ta gắn liền với cái trách nhiệm của họ. Dạ. Đấy, cái đó nó khác. Cái là cái người ta gọi là cái trách nhiệm ủy thác phi dạ. Đúng rồi, cái đó là khác. Dạ. Thì cũng cái câu chuyện ủy thác này có một câu hỏi hay là trả lời câu hỏi này luôn Đức. Dạ, chắc là mình trả lời, nhưng em có chia sẻ thôi. Tức là hồi đó có một anh nước ngoài, anh vào Việt Nam, một anh nó cũng giám đốc của quỹ rất là lớn. Anh chia sẻ, anh nói như vậy. Tức là để muốn coi một người hoặc là một cái quỹ mà đầu tư hay là dở, ít nhất tối thiểu cần phải là 5 năm. Tối thiểu phải là 5 năm, còn dưới 5 năm thì cái yếu tố may mắn hay nhiều yếu tố khác không thể nói được. Còn tối thiểu nó phải là 5 năm trở lên. Chính xác. Thì giống như hay gọi là đá banh đúng không nhỉ? Phong độ thì nhất thời đúng không? Yeah. Nhưng mà cái người mà người ta quản trị rủi ro tốt, người ta có cái cách mà quản lý vốn tốt của họ, cũng như là trong cái chiến lược đầu tư của họ phù hợp, thì có thể là có một cái năm nào đó họ gọi là sao, họ không bằng đúng không? Tại vì ví dụ mặt bằng thì họ vẫn được như vậy, nhưng mà chẳng hạn như đột nhiên có một cái quỹ XYZ nào đó nó đột phá lên thôi, tự nhiên nó nhảy lên một phát mấy chục phần trăm, 40-50%, nhưng mà cái đấy là cái gọi là giống như là cái outlier, một cái hiếm hoi thôi. Dạ. Đấy, thì không thể nào lấy một cái sự kiện đó mà đi so với lại một cái performance mà nó consistent, có nghĩa là nó ổn định đó, nó ổn định về mức độ sinh lời. Ví dụ như thị trường có giảm thì nó cũng giảm tương ứng, hoặc là giảm ít hơn thị trường đó, hoặc là thị trường tăng thì nó cũng chỉ tăng hơn một cái alpha nào đó vừa chấp nhận thôi, chứ không phải là
là một năm mà lời thì lời quá nhiều, mà đến lúc lỗ thì lỗ cũng quá nhiều. Đấy thì nó là khác. Dạ thì có cái câu hỏi ủy thác thì chắc là em xin phép em đọc cho anh chị ha. Ok. Dạ, có một bạn hỏi rằng là em có một gửi một người bạn tầm 500 triệu kỳ ủy thác đầu tư chứng khoán với nội dung như sau. Ủy thác đầu tư là hợp đồng 2 năm, cam kết lợi nhuận tối thiểu là 20% trên năm, chốt hoa hồng là 20%. Wow. Trên số lãi 1 năm 1 lần. NAV tức là cái tổng tài sản ròng á, tối thiểu là 500 triệu. Lãi ít hơn 10% thì sẽ cái người người đó sẽ không nhận hoa hồng, tức là cái người được ủy thác á sẽ không nhận hoa hồng. Lãi ít hơn 10% không nhận hoa hồng, lãi ít hơn thỏa thuận hoa hồng, biết câu này có nghĩa là gì? Thị trường gần đây có giảm và em thấy tài khoản của em bị âm gần 10%. Việc ủy thác này em thấy bên nhận ủy thác chỉ có lợi không có hại. Vì họ có làm mất tiền thì không bị thiệt hại gì, chỉ thiệt hại cho em. Vậy nên em tính là sẽ rút ra và đầu tư ETF hoặc gom thêm tiền để một miếng đất nhỏ. Gần đây em cũng có thấy các bài báo viết về việc giám đốc kinh doanh của một công ty chứng khoán đang làm mất tiền của khách hàng khi ủy thác, nên em cũng hơi lo lắng. Em mong thầy Chí và có Đức Nguyễn cho em xin lời khuyên rút ra khi nào là nhanh, khi nào hay là nhanh nhất có thể. Cảm ơn anh Chí. Mà sao cái này đọc cái điều khoản nó cứ đá nhau vậy nhỉ? Tại vì vừa có một cái cam kết tối thiểu 20% thì cái đó là cái mức sàn rồi chứ. Đúng vậy không? Cái đó mới là vấn đề. Đó, là cam kết tối thiểu 20% và với một cái tỷ lệ 20% này thì mình thấy rất là risky. Ví dụ như ở một cái thị trường trung bình như Việt Nam của mình coi cái performance 23 năm qua đúng không? Tính ra trung bình cũng đâu đó 12 mười mấy phần trăm thôi. Đấy thì làm gì mà có thể mà có cái cam kết mức là 20% ở cái mức, và thường 20% như thế thì phải đầu tư vào chấp nhận ở những cái mức rủi ro rất là cao. Dạ. Đấy, thì cái mức cam kết 20% này thì thật sự là mình thấy rất là rủi ro. Và cái điều khoản nó không rõ ràng đấy Đức, có nghĩa là vừa cam kết tối thiểu rồi sau đó thì lại có cái khoản là ví dụ dưới 20%. Ủa anh đã cam kết. Đúng rồi. Đấy. Lại có cái câu nữa là ít hơn 10% thì không nhận hoa hồng. Đấy thì thấy phải đọc các cái điều khoản cam kết như thế này, mình nghĩ rằng trong trường hợp này thì mình không có đọc được cái nội dung thỏa thuận, mình nghĩ là chắc cái này là cũng là một cái thỏa thuận gọi là dân sự thôi đúng không, giữa hai bên thôi, nhưng mà mình cũng phải coi cái tính pháp lý của nó cũng như là cái hiệu lực pháp lý của nó đó nha. Dạ. Rồi cái nữa là phải xem lại bây giờ trong cái trường hợp mà cái điều khoản mà rút trước thời hạn có hay không đó, hoặc là ví dụ như điều khoản trong một cái quỹ, thường thường các bạn biết là tham gia thì muốn rút nó sẽ có một cái điều khoản chờ, có nghĩa là ví dụ như anh phải thông báo trước bao lâu đó thì mới ly đi quay được cái tiền đó ra, ví dụ như vậy. Thì dạ, cái này bạn nắm cái hợp đồng đó thì bạn biết thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng những cái trường hợp như thế này thì cái yếu tố rủi ro cao lắm. Dạ. Đấy. Theo cái gọi là cái hiểu biết của em về, tức là về gần đây nhất, em biết nó có cập nhật không, em nhớ là cũng khó mà cập nhật được cái này bởi vì liên quan đến luật Việt Nam thì hiện tại cá nhân không được quyền ký kết những cái hợp đồng kiểu này, vì những hợp đồng kiểu này là hợp đồng theo dạng là ủy thác cá nhân và có cam kết, và cái này nó đi luật đi ngược lại với luật của chứng khoán Việt Nam. Yeah. Là khi đầu tư chứng khoán không được quyền cam kết như vậy. Cho nên là nếu mà ví dụ có vấn đề gì ra kiện, ví dụ có vấn đề gì thì hợp đồng này sẽ là hợp đồng vô hiệu. Vô hiệu thì lúc đấy là trả lại cho nhau thôi đúng không? Trả dép cho tôi về thôi đúng không? Dạ, tức là về lý thuyết người ta sẽ phán anh là trả nó về, trả dép cho tôi về, nhưng mà cái chuyện là thi hành cái án đó thì cả là vấn đề lớn. Cho nên là chưa gì hết em nói là chưa được vạ thì má đã sưng, tức là tiền mình đưa mất. Tiền mà đưa tiền cho người ta rồi đúng không? Dạ. Thì cái này thì ngoài những cái vấn đề pháp lý hay là những cái rủi ro rất lớn mà như anh Chí phân tích á, thì em cũng chia sẻ lại cái buổi đầu tiên hoặc là cái buổi thứ hai anh em mình nói về cái vốn cá nhân đó anh Chí. Thì ở cái vốn cá nhân tức là gì ở đây, tức là chúng ta có 500 triệu và chúng ta cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm, thì em nghĩ rằng cái đầu tiên đó là chúng ta nên tự tay chăm sóc cho cái 500 triệu đó. Chúng ta có thể không phải bỏ 500 triệu trong tài khoản, bởi vì cái quan trọng, rất quan trọng là trong cái giai đoạn đó là chúng ta cần phải phát triển cái vốn cá nhân của mình, tức là cái trí tuệ, cái hiểu biết, cái cảm nhận của mình về thị trường trước cái đó. Khi chúng ta phải hiểu biết toàn bộ và chúng ta có thể gọi là hiểu nắm toàn bộ được trên thị trường rồi, và cái việc đó nó mang tính chất, nó gọi là cái lúc này nó trở thành cái việc, nó gọi là cái việc, nó gần như là việc hành chính, cái việc gọi là nó mang tính chất là nó không có phải trí tuệ gì nữa đó, thì chúng ta giao cho một ai đó để họ thay mặt chúng ta thực hiện cái điều này,
và chúng ta vẫn có thể quan sát được, vẫn có thể đi theo được, thì chúng ta nên làm. Nhưng mà ở giai đoạn đầu, cái rất quan trọng là chúng ta phát triển cái trí tuệ, cái vốn cá nhân của chúng ta lên. Cho nên là nếu mà chúng ta lại dùng tiền của chúng ta đưa cho người khác, thì nó là một cái thứ nó đánh mất cái cơ hội để mà chính bản thân mình có cái cảm nhận này được. Chính cái bản nhân mình phát triển được. Nó giống như câu chuyện là cái tài sản của mình và con thuyền. Con thuyền của mình nó chính là cái trí tuệ, cái khả năng mình quản lý tài chính của mình đó, đó là con thuyền. Nếu con thuyền nhỏ, cho nên là có nhiều người mà bằng cách nào đó họ trúng số hay một cái gì đó lớn xuống, thì cái khả năng quản trị của họ nó quá nhỏ đi, với số tiền lớn đó thì nó chỉ gây lật thuyền thôi. Cho nên là chúng ta cần học để mà mình phát triển được cái đó, để mình cảm nhận, để mình lên được. Và em cái triết lý mà từ đầu anh em hãy chia sẻ với nhau đó, một trong những cái đích đến rất quan trọng trong cái tài chính cá nhân của mình đó là mình có được cái tự do tài chính. Vậy thì khi mình có tự do tài chính thì một trong những cái mà cái lý thuyết với nhau mình nói rằng là chúng ta, tức là hàng ngày nè, chúng ta làm việc chăm chỉ để mà kiếm ra tiền như thế nào, thì khi mà chúng ta có tiền, chúng ta cũng phải làm việc chăm chỉ tương ứng để mà tiền nó tạo ra tiền cho mình. Cho nên là mình phải quan tâm đến nó. Tức là bình thường, ví dụ như ta nỗ lực, chúng ta bỏ ra là 10 phần nỗ lực, 10 phần công lực để mà chúng ta đi kiếm tiền hàng ngày, thì khi chúng ta đã kiếm được tiền rồi mà chúng ta tích lũy được, thì chúng ta cũng phải bỏ cái công lực ra, nó cũng phải là 10 phần nữa để mà chúng ta làm cho tiền đó, nó làm ra tiền cho mình. Thì khi như vậy thì chúng ta mới dần dần chúng ta bỏ được, tức là chúng ta giảm bớt được cái công lực để mà đi kiếm tiền bằng cái công sức của mình đây. Ví dụ nó là 10 thì chúng ta giảm xuống dần là 9, là 8. Bởi vì tiền nó sẽ tự, nó sẽ kiếm tiền cho mình. Và bắt đầu mình tăng cái thằng thầy dần dần lên, thì dần dần chúng ta mua được cái tự do cho mình. Còn nếu mà mình cứ vẫn nghĩ rằng cái mô hình của mình là cả đời, ok, cái đó là Đức vẫn tôn trọng thôi, cả đời mình đi làm, mình kiếm tiền ở đây, rồi sau đó cái tiền kia mình đưa cho ai đó, vậy thì mình sẽ không phát huy được cái khả năng để mà mình giúp cho tiền của mình tạo ra tiền. Và em nghĩ là tiền tạo ra tiền, nó là cái giai đoạn mà nếu mà thực sự mọi người muốn mua cái tự do cho mình, thì cái đó là cái rất quan trọng. Nên là ví dụ như 500 triệu ở đây như vậy, thì có lẽ không phải 500 triệu bỏ ra chứng khoán, mình có thể làm những cái khác nó an toàn hơn. Nhưng mà nếu mình thực sự mình quan tâm chứng khoán, mình sẽ bỏ ra 50, 100, và tự bản thân mình phải đi học, tự bản thân mình phải trau dồi, tự bản thân mình phải hiểu thị trường. Còn không ai có thể chăm sóc tiền của mình tốt hơn bản thân của mình hết cả. Ở cái góc độ này thì nó cũng có một cái vấn đề, một cái lỗ hổng về cái quản trị rủi ro, và có thể là các bạn đang tham dự cái buổi hôm nay hoặc là các bạn đang nghe cái chương trình này có thể lưu ý, đó chính là khi mà mình ủy thác đó, có nghĩa là mình phải có cái khả năng kiểm soát được. Ví dụ như trong các cái hợp đồng ủy thác đầu tư đó, thì thường nó sẽ có hai cái dạng như thế này. Một là khi mà cái quyết định đó là cái người mà gọi là cái người mà quản lý quỹ của mình đó, người ta sẽ hỏi ý của mình. Ví dụ như là đấy, có các cái kế hoạch mới đầu tư như thế nào, người ta sẽ hỏi ý mình thông qua, rồi sau đó mình xem xét. Thì thường cái để mình kiểm soát. Rồi cái thứ hai nữa là, hoặc là mình có cái gọi là có các cái nghiên cứu, có các cái quyết định của mình rồi đó, thì mình thông báo lại với người ta để người ta thực hiện cho mình. Chứ còn cái trường hợp mà gọi là giao phó mà hoàn toàn luôn, mà mình không có cái kiểm soát gì đó, thì hoặc là cái đó là mình phải rất là tin luôn, rất là tin, và mình cũng có cái khả năng tốt để mà mình kiểm soát cái đó luôn. Đấy, mình lấy một cái ví dụ các bạn hình dung này nè. Các bạn mở một cái nhà hàng kinh doanh, các bạn phải biết nấu. Tại vì nếu mà các bạn phụ thuộc hết vô cái ông bếp trưởng, cái người bếp trưởng đó, là người ta có thể bỏ bạn lúc nào. Chắc chắn là tiêu luôn, đúng không? Cho nên là luôn luôn là mình phải có một cái sự kiểm soát của mình trong cái trường hợp đó. Đấy, thì mình làm kinh doanh cái gì cũng vậy thôi, thì mình đầu tư tiền cũng vậy. Có nghĩa là mình phải biết cái cơ chế hoạt động của cái hoạt động đầu tư nó là như thế nào, nó có những cái rủi ro làm sao, đúng không? Thì lúc đó thì mình mới làm được cái chuyện đó, mình mới ủy thác được cho người khác. Chứ còn mình không biết gì hết mà nhắm mắt nhắm mũi giao tiền cho người khác đi thì quá rủi ro. Dạ. Và giống như là bản thân em ví dụ các loại quỹ ở Việt Nam đi, các loại quỹ khi họ thành lập á, tiền đâu có nằm ở chỗ họ, tiền nó phải nằm ở một cái ngân hàng lưu ký. Tức là khi chúng ta nộp tiền, chúng ta sẽ nộp tiền vào cái ngân hàng lưu ký đó. Và cái người mà khi mà cái người mà cầm để đi lệnh đó, họ cũng đâu có được cầm vô tiền của mình đâu. Họ phải chuyển lệnh qua, và trước đó họ có sách trắng. Sách trắng tức là nó đã quy định là họ cái cách họ đầu tư như thế nào, phong cách đầu tư thế nào, có những con nào họ sẽ đầu tư, và nó có bên các ngân hàng, rồi nó bên Bộ Tài chính, nó có bên Ủy ban Chứng khoán, rồi nó có làm việc kiểm toán, Big Four nó kiểm toán liên tục, nó làm nó rất nhiều bên nó kiểm soát cho mình. Tức là gì? Những cái cơ quan như nhà nước họ nhìn ra có rất nhiều rủi ro trong đây. Cho nên khi họ đặt luật, họ đã phải yêu cầu rất nhiều bên để kiểm soát. Mà anh chỉ tưởng tượng là một cái quỹ mà để lập ra Việt Nam này, nó đòi hỏi rất nhiều cái yêu cầu trong đó. Còn ở đây chúng ta giao cho một cái cá nhân.
và anh nói thiệt là cái câu chuyện thật ra như vậy, con mèo nó không ăn vụng nhưng mà cũng đừng bắt, đừng lấy cá nhét cái miệng nó biết quá. Bởi vì em ví dụ trong cái tình hình tài chính mà ví dụ có cái vấn đề gì đó mà của cá nhân người ta hay gì đó thì nó không muốn lắm, nhưng mà bởi nó nằm trong miệng sẵn rồi, đúng rồi, nó không có tách biệt được cái giữa cái cá nhân với lại cái công việc, đúng không? Ta phải cứu người ta trước chứ. Cho nên là xét cho cùng á, thì tới một lúc đạn lúc nào đó thì để em nói thẳng câu là lương tâm á, nó sẽ nhỏ hơn lương tháng. Cho nên là cái đó là cái mà mình cái quản trị rủi ro ở trong cái này nó quá nguy hiểm, thực sự là phải. Ok, thì chắc là trường hợp này thì bạn xem lại cái điều khoản hợp đồng giao kết giữa hai bên. Nhưng mà mình cảm giác là cái hợp đồng này nó được soạn thảo rất là sơ sài. Cái cảm giác của mình thôi nha, mình đọc qua cái nội dung như thế này, mình thấy cái điều khoản hợp đồng nó có vẻ là sơ sài, thì phải coi lại cái điều khoản là rút ra như thế nào, đúng không? Có bị gài cái điều khoản rút ra như thế nào hay không? Thì nếu mà được thì bản chất là cái hợp đồng này là để cho cái người mà đi ủy thác họ cảm thấy yên tâm thôi, chứ còn thật ra mình em nói thẳng là cái hợp đồng đưa ra ngoài là hợp đồng vô hiệu liền. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang câu hỏi khác một chút. Có câu hỏi này hỏi hai anh em mình luôn nè. Làm thế nào để giữ được kiên trì tích lũy tiền? Có tháng thì 20%, có tháng thì không. Cái này nó ngẫu nhiên quá ha, nó gọi là lên xuống quá, như là còn không. Cũng rất chân thành ha. Còn thêm câu sau nữa anh Chí kìa. Còn khi còn bị làm vào cái quỹ tích lũy nữa chứ. Ok, thì cái này nhường cho Đức trước đi ha, được không? Dạ, anh truyền bóng giỏi quá hả? Dạ, em nghĩ là cái đầu tiên á, mà khi mình tích lũy á, thì mình phải có một cái rất là quan trọng, đó là cái kế hoạch của mình, cái kế hoạch tài chính tổng quát của mình á. Thì mục đích đầu tiên là mình tích lũy để làm gì, mình tích lũy để làm gì. Thì em ví dụ như là mình tích lũy vì một cái mục tiêu nào đó, thì cái chính cái việc mục tiêu đó nó làm cho mình có cái động lực lớn hơn để mà mình có thể giữ được cái kỷ luật của mình. Ví dụ như mình cứ tích lũy chung chung, mình không có một cái mục tiêu nào, ví dụ như anh Chiết đi chạy bộ hay là chạy tới mục đích nào, anh chẳng có cái mục tiêu hay gì hết cả. Thì anh chạy anh dừng bất cứ lúc nào, cho nên mình không có một cái gọi là cái gì nó tạo động lực cho mình. Mà thông thường á, mục tiêu thì có rất nhiều mục tiêu, nhưng mà mình hãy tức là tìm cách nào mình gắn cái mục tiêu đó với bốn cái mục tiêu bên trong của mình. Một trong bốn là cái một mục tiêu, ví dụ mục tiêu đó nó hướng cho mình về tự do. Thứ hai là mục tiêu đó nó hướng cho mình về cái sự phát triển bản thân của mình, hoặc là mục tiêu đó nó hướng về cái sự thiện nguyện, nó tạo ra giúp đỡ cho những môi trường mà bạn bè hoặc những người xung quanh mình hay là gì đó. Và cái mục tiêu thứ tư đó là nó hướng tới là chúng ta trở thành một cái tấm gương cho những ai đó họ có thể theo mình. Thì những cái mục tiêu ví dụ mọi người là mua nhà mua xe cũng được, nhưng mà hãy gắn mục tiêu mua nhà mua xe với một trong bốn cái thứ đó thì nó sẽ giúp cho mình, bởi vì nó là cái mục tiêu bên trong nên sẽ gắn cho mình cái động lực được. Vậy thì mình gắn. Cái thứ hai rất quan trọng, đó là chúng ta phải đi làm ngược cái công thức mà chúng ta hay mời bạn ở đây đọc lên nước biết liền. Đó là hàng tháng khi chúng ta có tiền, chúng ta phải chuyển qua cái để dành trước, rồi cái phần còn lại thì chúng ta mới đi xài. Ví dụ bây giờ lương của mình là 20 triệu đi, mình nói là mình muốn để dành một tháng là 20%. Như vậy thì khi có lương á, chúng ta làm cái auto debit gắn sẵn trong cái tài khoản của chúng ta luôn, bên công ty nó tinh qua là chúng ta sẽ có 20% đó tự động nó cắt nó đẩy qua tài khoản đầu tư cho chúng ta. Đó. Như vậy thì chúng ta phải làm cái công thức đó là thu nhập trừ đi tiết kiệm thì cái còn lại mới chi tiêu, chứ không phải ngược lại. Đó là thu nhập mà trừ chi tiêu thì bằng tiết kiệm. Bởi vì nếu mà thu nhập mà trừ chi tiêu thì bằng tiết kiệm á, sẽ có một cái rất nguy hiểm. Đó là khi thu nhập chúng ta tăng lên thì cái chi tiêu chúng ta sẽ tăng nhanh hơn cả cái thu nhập đó nữa. Mà chưa kể em ví dụ ông Đức ông biết là tháng 12 này thế nào cũng chưa được nhận lương tháng 13. Thế là hồi tháng 10 này, cái điện thoại này hôm nay sao nó chậm quá vậy ta? Ủa sao cái điện thoại này, mình phục vụ công việc, mình làm ở trên TV show mà có cái điện thoại này nó không có được. Mà thấy cũng tình cờ là cái iPhone 15 nó mới ra, thế chúng ta sẽ có rất nhiều thứ chúng ta hợp lý hóa đó để chúng ta mua cái điện thoại đó. Tức là nhưng mà xong là tiền ở đâu ra? Thì tháng 12 này chúng ta có lương tháng 13 mà, chứ là chúng ta biết là không có một số tiền ở tương lai, chúng ta đã có xu hướng chúng ta xài cái đó rồi. Cho nên là khi mà thu nhập của mình tăng lên là mình có xu hướng đó là cái chi tiêu của mình nó đã tăng theo. Mà chưa kể là bình thường hàng năm á, chúng ta đã bị tăng chi tiêu rồi bởi vì lạm phát hàng năm. Cho nên là hàng năm là tự động cái chi tiêu chúng ta tăng, rồi chúng ta còn tăng thêm chủ động nữa, đẩy cái mức sống của chúng ta lên, nên làm cho cái phần chi tiêu nó càng ngày nó càng thấp xuống. Cho nên là ví dụ
một cái nguyên tắc là khi mà chúng ta được nhận một cái số tiền mà chúng ta không có kỳ vọng trước đó, không tính toán trước đó, mà chúng ta nhận một số tiền trên trời rơi xuống, thì làm gì làm, khoảng chừng 60% số tiền đó phải ngập tức chuyển qua bên cái tài khoản tiết kiệm của chúng ta trước rồi đó. Rồi 40% còn lại mới nói chuyện chiên xào với nó là gì. Đó là cái mà tức là thu nhập trừ đi tiết kiệm rồi còn lại mới chi tiêu. Cho nên cái này nó chính là gọi là pay yourself hết á. Chúng ta nghe rất nhiều lần, tức là trả cho người quan trọng nhất. Như vậy thì có ba thứ rất quan trọng mà chúng ta phải trả ngay đầu tiên ở hàng tháng thì chúng ta thu nhập. Cái thứ đầu tiên đó là cái quỹ dự phòng khẩn cấp chúng ta. Chúng ta đã xây đủ quỹ dự phòng khẩn cấp cho mình chưa? Tức là bằng 6 cho đến khoảng 12 tháng chi tiêu của chúng ta hàng tháng, của gia đình chúng ta hàng tháng. Cái thứ hai đó là mình chi tiêu cho bảo hiểm. Bảo hiểm mọi người có thể nói là một năm mình đóng một lần. Như vậy thì nếu một năm cái gói bảo hiểm nó của mình 30 triệu thì hãy chia 30 triệu nó thành 12 tháng và mỗi tháng là bao nhiêu. Như vậy thì mỗi tháng chúng ta nhận lương là chúng ta phải cắt cái phần chi đó ra, chúng ta đẩy qua cái tài khoản tích lũy để cho bảo hiểm. Bên cạnh đó, ta ở tuổi trẻ là người duy nhất lo cho ta ở tuổi già. Cho nên là làm gì làm chúng ta phải nghĩ tới chuyện là mỗi tháng lương chúng ta nhận đây, chúng ta đang lo được cho mấy ngày chúng ta sống ở tuổi già thì cắt ra cái khoản thứ ba là khoản hưu trí. Thì cả ba khoản đó nó đều là ba khoản chi cho bản thân của mình nè. Mà câu chuyện là chúng ta chỉ có thể chăm sóc tốt cho người khác khi mà bản thân mình tốt trước cái đó. Cho nên nó gọi là pay yourself first là vậy. Nghĩa là khi mà chúng ta có thu nhập, chúng ta phải chi trả cho người quan trọng nhất. Còn bình thường chúng ta hay làm cái thói quen đó là gì? Chúng ta có thu nhập, chúng ta trả tiền điện, chúng ta trả tiền nước, chúng ta trả internet, chúng ta trả cho thẻ tín dụng, chúng ta trả khoản nợ thằng bạn. Tức là đang trả cho người khác trước đúng không? Và chi cho mình là chi cái khoản mình trước. Cái thứ hai nữa là tại sao thầy tu mà khi họ muốn tu họ phải vô chùa, họ phải lên núi? Bởi vì họ biết bản thân của họ là khi mà cái trình nó còn yếu á thì chúng ta rất là dễ bị cái nhiều cái nó sao lãng, cho nên chúng ta phải lên núi. Chúng ta ít bị sao lãng đó. Cho nên là có rất nhiều các loại tài khoản đầu tư mà khi có tiền trong tài khoản của mình á, auto debit nó sẽ auto đó, nó cắt một phát đẩy vào tài khoản đó. Mà những cái tài khoản đó khi rút ra thì không đơn giản. Những cái tài khoản này chúng ta xét được thì rút ra không đơn giản. Ví dụ nha, có nhiều cái tài khoản tiết kiệm mà chúng ta mở online được, nhưng mà khi chúng ta crack, tức là crack giữa chừng của nó, chúng ta buộc phải ra chi nhánh. Vậy thì nó làm cho chúng ta mất cái công thêm để ra chi nhánh, cho nên là cái trong cái thời gian đó nó làm cho chúng ta là ít được có thể can thiệp được vô tài khoản đó. Hoặc cái tài khoản mà chúng ta mở để dành cho tiết kiệm này nè, tài khoản đó chúng ta không mở internet banking luôn. Tức là khi cần làm gì chúng ta phải ra quầy thì chúng ta sẽ có cái ý thức hơn là chúng ta sử dụng cái tài khoản đó. Đó thì đó là một trong những cái cách mà chị sẽ, thì một cái cách quan trọng nhất đó là chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng. Và chúng ta có cái mục tiêu để tích lũy cái đó làm gì thì nó sẽ, bởi vì nó quan trọng đó là nó giúp cho mình là mỗi ngày chúng ta thấy chúng ta đang đi gần tới cái mục tiêu dài hạn của chúng ta hơn, thì cái mục tiêu đó nó mang lại cái niềm vui lớn hơn, đó là những cái sự hấp dẫn ngắn hạn của chúng ta mua sắm cái này mọi thứ. Còn nếu không á thì cái gọi là cái sự hấp dẫn, cái niềm vui của những cái mua sắm ngắn hạn này nó sẽ bị lớn hơn và nó làm cho chúng ta có cảm giác mình sẽ bù lại lúc khác nhưng mà mình không được cả. Cảm ơn Đức, cái câu trả lời của Đức ok rồi, mình chỉ bổ sung thêm một chút nữa thôi. Đó là khi mà mình có một cái khoản tiết kiệm trước rồi đó thì cái khoản còn lại mình mới chi đúng không? Nhưng mà các bạn cứ sợ rằng là ủa rồi nếu mà tiết kiệm vậy rồi cái khoản còn chi còn lại sao mà chi cho nó đủ. Nhưng mà thật ra con người của mình thích nghi hay lắm. Dạ cực kỳ hay. Con người mình thích nghi hay lắm. Hồi xưa sinh viên ăn mì tôm 2 tuần liên tục còn được mà đúng không? Nhưng ý mình nói như vậy để rằng là cái khả năng mà liệu cơm gấp mắm của mình, con người của mình rất là tốt, cái khả năng thích ứng với hoàn cảnh rất là tốt đấy. Cho nên là vì một cái mục tiêu lớn đó, thì thường hay mình hay nói đó có nghĩa là nếu mà biết nó là con người chúng ta hay hy sinh cái sự sung sướng hiện tại để cho cái sự sung sướng đó nó trong tương lai, và cái sung sướng trong tương lai nó lớn hơn nhiều. Đấy, thật ra đấy là cái giá trị tiền tệ trong tương lai thôi. Đó, có nghĩa là mình tạm thời mình hy sinh lúc này, nhưng mà thật ra để mình được cái trong tương lai nó sẽ lớn hơn. Thì đấy là cái tiết kiệm trước ha, rồi sau đó mình mới chi tiêu. Nhưng mà bạn này bị có một cái biến động rất là nhiều thì mình quay lại cái cơ bản là các bạn thấy không, cái công thức toán này đó nó chỉ có 3 cái biến số thôi: thu nhập trừ cho tiết kiệm đúng không, là nó bằng chi tiêu. Mà bây giờ các bạn thấy cái mức tiết kiệm của bạn nó ít quá, nó biến động nhiều, mà trong khi đó các bạn thấy cái biến số thu nhập nó đâu có thay đổi nhiều đâu đúng không, thường lương tháng thu nhập của mình nó không có biến động nhiều, thì cuối cùng cái ông thủ phạm là ai, là cái ông chi tiêu. Như vậy là bây giờ là mình phải biết là mình chi tiêu chỗ nào nó bị biến động. Như vậy thì các bạn phải có cái gọi là theo dõi, mình phải ghi chép lại. Mình coi là tháng này so với tháng sau các cái khoản á, mình lấy 2 cái cột ra mình coi, ủa tháng 9 với tháng 10 cái khoản tháng 10 nào nó nhảy lên,
Đó, thì khi lúc đó các bạn sẽ biết thôi, giống như mình đi kiểm tra sức khỏe, các bạn kiểm tra mỡ trong máu hay máu trong mỡ gì đó, rồi cholesterol gì đó, thì coi cái thằng nào nó chỉ số nó không tốt thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh cái thằng đó lại thôi, đúng không? Ví dụ như là coi lại chi tiêu, ồ đợt này đi uống trà sữa nhiều quá ta, đợt này bạn rủ cái gì cũng đi hết, kiểu vậy đó. Có những cái mà mình chi nó quá nhiều, có nghĩa là những cái lần mà mình đi sọt ti, mình đi bạc ti này nhỏ nhiều quá, hoặc là chi các cái khoản nhiều quá, thì lúc đó mình điều chỉnh lại thôi. Dạ. Rồi có một cái nữa là nãy Đức có nói đó, là có những cái khoản chi mà trong cái tính toán của cái người tiêu dùng hay bị quên, đó là mình có những cái khoản lớn nhưng mà mình không có chia ra, và những cái khoản này là những cái khoản không thường xuyên. Ví dụ có những khoản là một năm một lần, có những khoản 2-3 năm một lần, nhưng mà mình quên khấu hao, mình quên chia đều ra các cái chi phí hàng tháng. Thu nhập thì mình hàng tháng, đúng không, thì mình cũng phải cân đối matching thời gian của nó là phải chi ra hàng tháng, nhưng mà có những khoản 1 năm mới chi một lần, có những khoản 3 năm mới chi một lần, mà mình quên kế hoạch cho nó, đùng một cái đến cái tháng đó lên cần một cái cục tiền lớn, là lúc đó là mình bị bối rối liền, rối đội hình đá banh liền, đúng không? Đó, thì thường là cái đó là các bạn để ý những cái đó thôi, thì nó sẽ điều chỉnh lại được cái tỷ lệ tiết kiệm của mình, và nó sẽ không bị cái mức độ rủi ro cái biến động quá nhiều. Dạ. Không thì nó có một cái cách nữa là cái cách mà mình gọi tên từng đồng tiền khi mình lập ngân sách đó. Tức là ví dụ nhận ra đồng lương là 20 triệu, thì ví dụ như 4 triệu là mình để chi cho cái khoản lúc nãy lúc đó là pay yourself hết rồi. 16 triệu còn lại mình phải làm sao để mình đưa vào khoản chi để cho nó thành bằng không luôn. Tức là 16 triệu đó đều có kế hoạch hết, ví dụ 5 triệu cho tiền nhà, 2 triệu cho cái gì hay cái gì đó để cho nó về bằng không. Tức là chúng ta biết là chúng ta gọi tên cho từng đồng tiền để không có cái đồng tiền nào gọi là đồng tiền vô danh. Thì khi có cái đồng tiền vô danh thì chúng ta sẽ bóc nó đi nhậu, bóc nó mua sắm những cái gì đó, và chính những cái bóc đồng đó nó tạo thành thói quen của mình. Nó cái đó. Dạ. Thì cái đó người ta gọi là zero budgeting. Thì cái đó rất đơn giản mình làm. Với lại chia ngân sách thì cũng như chia cái bánh pizza đi, đúng không? Cũng cái bánh pizza đó mà về cho mấy đứa nhỏ, nhà có 4 đứa cháu thì cắt làm 4, mà nhà có 6 đứa thì cắt làm 6. Mẹ nó tự xử là coi chừng nó quánh lộn hả? Thì đừng. Thì đó, không cắt ra xong để nguyên đó là thế nào nó dành qua dành lại giữa các khoản với nhau. Đúng rồi, đấy cho nên là chia ra, đúng không? Ok rồi, có câu hỏi gì nữa đây nhỉ? Ở dưới có một câu hỏi này cũng có vẻ hay nè. Hỏi về tài chính trong gia đình giữa hai vợ chồng cụ thể nên như thế nào? Ví dụ có nên chung một tài khoản rồi ai tiêu gì người kia cũng biết, hay tỷ lệ đóng góp ra sao? Câu này thì thật sự là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh á, đúng không? Đúng không Đức? Dạ. Nhưng mà mình nghĩ cái nguyên tắc quan trọng nhất đó là cái sự sự minh bạch ha, có cái sự trao đổi chia sẻ với nhau đấy. Còn mỗi hoa mỗi cây, mỗi nhà mỗi cảnh. Ví dụ như là có một cái tài khoản chung trong cái chuyện chi tiêu, ví dụ như là hai vợ chồng một tài khoản chung có 2 cái thẻ, đúng không, thì mọi người ai cũng vào được. Như bên này, như là Việt Nam mình có cái đó đúng không nhỉ, tài khoản chung có đúng không? Ừ, đó đúng rồi đó, ví dụ như vậy đấy. Rồi ví dụ như là các cái khoản chi phí đó thì là ví dụ như là nhập về thu nhập chung, rồi sau đó là chi tiêu cho các khoản nào chung, đúng không, rồi các cái khoản mà mình cần phải riêng, rồi sau đó thì mỗi người cũng phải có một cái tự do riêng của người đó, có một cái không gian riêng của cái người đó, đúng không, tại vì người ta có những cái khoản thu nhập riêng, người ta có những cái chi tiêu. Nhưng mà mình nghĩ là quan trọng nhất là có cái sự chia sẻ, có cái trao đổi với nhau đấy. Còn cái cách mà chia sẻ trao đổi với nhau thì mình nghĩ là trong mình là con người mà, đúng không, con human mà, đúng không, thì luôn luôn là phải có những cái gọi là về cảm xúc, về cái xúc cảm. Thì ông bà mình nói rồi, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cũng một cái lời đề nghị. Nhưng mà cái moment nó quan trọng, lúc này timing quan trọng nè. Đừng có timing trong thị trường chứng khoán, nhưng mà timing trong cái lúc mà đề nghị hay là chia sẻ cái gì đó nó sẽ khác nhau. Đấy, ví dụ cái vấn đề nào đó mà mình chia sẻ lúc mà cả hai vui vẻ, mọi thứ đang vui vẻ, đúng không, thì mình có thể trao đổi cái vấn đề đó. Có thể là mình nghĩ là cái vấn đề này nó có thể hơi khó nhằn một chút, thì chọn cái lúc mà không khí nó vui vẻ mình nói. Thì nó cũng giống như các bạn ở cơ quan thôi, đề xuất cái gì thì cũng phải nhìn nét mặt sếp một chút, đúng không, thấy ổng lúc này đang có gì vui vui thì lúc đó hãy làm đề nghị, gửi đưa cái kiến nghị, cái đề nghị trình ký đồ này kia, chứ cái mặt ổng đang quậu, ổng la tùm lum mà
đưa cái tờ trình lên thì biết chắc là khả năng bị reject rất là cao, đúng không? Thì cái này là cái như mình thôi, là cái về cái tâm lý con người đấy. Anh cảm ơn chị. Em nghĩ là cái rất quan trọng, cái khi lúc nãy anh Chí dùng đó, em nói em thấy anh lặp đi lặp lại với em thì nó rất quan trọng, đó là cái sự trao đổi cởi mở với nhau. Bởi vì chúng ta hay có cái kiểu rằng là mặc định là người kia phải biết chứ, người kia phải đóng góp chứ, người kia phải làm cái này cái kia chứ, nó không có mặc định như vậy được. Mà nhất là đôi khi là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng. Cái thứ hai là em nghĩ cái rất là quan trọng này anh Chí cũng có nhắc tới, đó là chúng ta phải có những mục tiêu chung. Khi tức là chúng ta có thể có tài khoản riêng hay gì đó, nhưng mà chúng ta có những mục tiêu chung chúng ta hướng đến. Thì nếu mà khi hai vợ chồng cùng hướng đến một mục tiêu á, thì chúng ta cùng nhìn mục tiêu, chúng ta cùng tiến với nhau, chúng ta là đồng đội của nhau. Còn nếu chúng ta không có một mục tiêu chung để ta hướng đó, thì hai người sẽ hướng về nhau. Mà khi hướng về nhau thì cũng hay có rất nhiều vấn đề nó đầu nó nảy sinh ra. Ví dụ như là ok, vậy thì giờ hai vợ chồng mình hướng là mình sẽ có thể là tự do ở năm tuổi 50, hay là mình mua thêm căn nhà ở cái tuổi 40, hay là ví dụ mình cho con đi du học, mình tính ra cái quỹ như vậy. Vậy thì mỗi tháng mình cần contribute như thế nào đó, là mình có những cái mục tiêu để mình cùng xây dựng với nhau. Chính xác. Như anh Tài này, anh chia sẻ là ở đâu mà thị trường nó xuống quá thì được tài trợ bắt đáy, đúng không? Ok. Rồi đấy, thì hy vọng là cái mình nghĩ là cái key message là ở đây là cái sự chia sẻ với nhau, đúng không? Và có cái sự trao đổi với nhau về cái và có một cái kế hoạch chung. Và dĩ nhiên là luôn luôn có một cái, mình nghĩ là trong cái này thì mình không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái có một cái quan trọng nhất là có một cái sự tôn trọng, respect nhau lúc nào cũng vậy. Có nghĩa là và luôn luôn tìm một cái điểm mạnh, một cái gì đó vượt trội của cái người bạn của mình đó, người bạn đời của mình đó, để mà mình lấy cái đó để mình có một cái sự tôn trọng. Cái respect nó rất là quan trọng. Cảm ơn chị. Thì các bạn ở đây mà mình đang theo dõi, những anh chị các bạn đang theo dõi trên QuickCon, thì mình vẫn có thể đặt câu hỏi tiếp theo cho hai anh em được nha. Ok. Rồi. Lúc nãy em thấy có một cái câu hỏi, thì ra câu hỏi này lúc nãy em cũng đã tình cờ trả lời rồi. Đó là câu hỏi là nói với khách như thế nào để link từ tài chính cá nhân sang bảo hiểm. Thực ra nó quá dễ. Bởi vì bản chất bảo hiểm nó là một phần của tài chính cá nhân mà, đúng không anh chị? Nó là một phần không thể thiếu tách rời được. Thì giống như lúc nãy Đức chia sẻ với mọi người, đó là cái pay yourself first á. Pay yourself first thì trong đó chắc chắn là phải có bảo hiểm rồi. Đó là một cách để chúng ta link qua bảo hiểm. Cái cách thứ hai đó là trong tài chính cá nhân nó có một cái link rất là quan trọng. Đó là chúng ta phải có cấu trúc của tài sản của chúng ta để đảm bảo hai thứ. Đảm bảo thứ nhất đó là chúng ta đảm bảo được an ninh dòng tiền, tức là lúc nào chúng ta cũng có dòng tiền để tài trợ cho các mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta. Cái thứ hai đó là chúng ta làm gì? Chúng ta tăng trưởng được cái tài sản của mình, cũng giống như là giúp cho tài sản của mình nó chống lại được lạm phát. Thì hai cái vai trò là cực kỳ quan trọng, cho nên chúng ta cần một cái cấu trúc tài sản nó hợp lý để nó đảm bảo được hai cái vai trò trọng yếu nhất của đó. Nó có những vai trò khác nhưng đó là hai vai trò trọng yếu. Thì trong cái vai trò trọng yếu đó thì chúng ta, ví dụ chúng ta chia tài sản ra thành ví dụ thôi, thì nó là tài sản phòng vệ, thứ hai là cái tài sản thanh khoản, và cái loại thứ ba là tài sản để đầu tư phát triển, ví dụ vậy. Thì cái nền tảng quan trọng nhất của trong cái đó là cái tài sản phòng vệ. Vì tài sản phòng vệ chúng ta phải bảo vệ được cái cuộc sống của chúng ta. Và hôm bữa mà anh em với hai chị nói về rủi ro bảo hiểm anh chị, tức là trong cái quá trình mà chúng ta sống này thì không phải mọi thứ lúc nào nó cũng ngon lẹ bằng phẳng hết cả, mà chúng ta cũng phải luôn đối diện với là có những cái rủi ro, có những cái bất chắc nó xảy ra. Cho nên là để phòng ngừa với những cái vấn đề mà xảy ra đó thì ít nhất chúng ta cần phải có là gì? Chúng ta có đầu tiên đó là cái quỹ dự phòng tài chính. Quỹ dự phòng tài chính tức là một cái quỹ mà nó bằng cái chi tiêu của gia đình mình. Chi tiêu ví dụ gia đình mình một tháng là 20 triệu thì cái quỹ đó nó bằng tối thiểu là khoảng chừng 6 tháng cho đến 1 năm của mình. Ví dụ trong trường hợp mà mình bị mất việc đi, hay là Covid như vừa rồi đi, thì chúng ta ít nhất chúng ta cảm nhận được là mình có 6 tháng đến 1 năm nữa để mình chuẩn bị công việc, mình lo công việc mới. Còn không, lúc đó chúng ta bị áp lực là tháng sau lấy ra mà sống. Mà khi mà chúng ta bị trong tình trạng áp lực á, thì những quyết định của mình ra nó rất là kém. Bởi vì chúng ta bị áp lực mà, dưới cái cảm giác áp lực. Cái thứ hai đó là ví dụ, nó có những cái rủi ro mà khi nó gây ra, nó có thể gây ra những cái thiệt hại tài chính rất lớn hoặc là đến từ vô hạn. Thì rõ ràng là chúng ta không thể chấp nhận được những rủi ro đó. Mà chúng ta phải chấp nhận là bỏ ra một cái phí mà chúng ta biết trước. Thì đó là bảo hiểm. Đó, thì đó là cái cấu trúc mà của tháp tài sản. Thì mọi người biết là bảo hiểm là cái thứ rất quan trọng. Và cái một cái thứ ba nữa cũng rất quan trọng là đối với những cái người mà càng đầu tư nhiều hoặc như càng giàu thì tiền của họ luôn luôn giống như Đức nói đó, là tiền của họ làm việc ngày đêm quần quật ngoài kia, chứ không có chuyện mà tiền nằm im trong túi đâu. Mà tiền nằm quần quật ngoài kia, nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn phải cần cái dòng tiền tài trợ cho mình.
Vậy thì chúng ta đâu có thể để một cái số tiền bự ở trong gia đình của mình để mà khi có vấn đề xảy ra chúng ta sử dụng cái số tiền đó được đâu. Vậy thì chúng ta bảo hiểm nó là một cái cách để mà chúng ta đảm bảo là cái tài sản của chúng ta nó vẫn hoạt động đúng theo thời gian của nó, đúng theo như kế hoạch của nó. Còn khi có vấn đề gì xảy ra thì bảo hiểm là cái bên mà họ thanh khoản rất nhanh để họ thanh toán những cái phần đó, để mình đảm bảo là mình không bị bán lúa non những cái loại tài sản đầu tư của mình khi nó chưa tới thời kỳ để gây ra những cái thiệt hại không đáng có. Đó thì cái bảo hiểm nó vai trò rất rất lớn ở trong cái cấu trúc của tài chính cá nhân, nên cái đó là rất dễ để mọi người link từ tài chính cá nhân sang bảo hiểm. Mọi người có thể bổ sung thêm một cái ý, đó là trong cái chuyện mà về dòng tiền đó, có nghĩa là cái dòng tiền mà các bạn hình dung đi, cái dòng tiền mà nó bị đứt gãy á, nó rất là nguy hiểm. Có nghĩa là, và trong cái trường hợp mà nếu mà không có cái bảo hiểm đó, thì nó sẽ rất là dễ bị tạo ra những cái đứt gãy về dòng tiền khi mà cái biến cố hay là cái rủi ro nó xảy ra, đúng không? Và các bạn biết rồi, trong tài chính, trong doanh nghiệp, trong các thứ này kia mà cái dòng tiền nó như cái mạch máu ấy mà tự nhiên cái nó ngưng mạch máu một chút xíu là chỉ cần trong vòng bao nhiêu thời gian qua được cái qua cái thời gian vàng đó là tim ngưng đập ngay. Yeah, thì tương tự như, yeah, thì tương tự như vậy, cho nên đảm bảo cái sự liên tục của cái dòng tiền là như vậy đó. Có nghĩa là trong cái trường hợp đó là mình có một cái khoản tiền, trong trường hợp mà có ví dụ như bị rủi ro thì có cái khoản chi trả từ phía bảo hiểm thì nó giúp cho mình không bị đứt gãy cái dòng tiền đó. Đấy, mặc dù là nhiều khi đối với những người giàu nãy Đức có nói nó tiền thì có, nhưng mà có những cái tài khoản nó không có tính thanh khoản cao lúc đó, chẳng hạn nói chứ bây giờ muốn bán cái nhà cũng đâu có nhanh được, đúng không? Dạ. Đúng không? Đấy. Dạ. Hoặc chẳng hạn như vậy. Rồi một cái nữa đó là về cơ bản thôi, cái này nhắc lại là trong cái tháp nhu cầu Maslow đó, đúng không, mà mọi người thấy đều biết, đúng không, học về đều biết cái tháp nhu cầu Maslow là cái nhu cầu cơ bản nhất, là cái tầng thấp nhất đó là cái nhu cầu được an toàn, đúng không, an toàn và được bảo vệ. Thì trong cái tháp nhu cầu về Maslow đấy, thì cái đấy là bảo hiểm nó đáp ứng được cái chuyện đấy. Và nó nằm trong tổng thể của một cái khung gọi là về tài chính cá nhân. Và sự thật là trên thế giới cũng đã từng có nhiều ngân hàng phá sản bởi vì họ có rất nhiều tài sản nhưng mà trong thời gian ngắn bị người ta rút tiền và ta không có đủ tiền để mà có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu rút tiền ngắn đó, và gây ra đến dẫn đến phá sản đó. Cho nên là chúng ta nhiều lần là những công ty mà chết trong đống tài sản, mà vì chúng ta đâu có thể mà tài sản là một chuyện nhưng mà biến cái tài sản đó thành những tài sản thanh khoản là cả vấn đề khác. Đúng rồi, cái tính thanh khoản. Cái tính thanh khoản thì nó không chỉ là anh chuyển nhanh thành tiền nữa, nhưng mà nó còn có một cái yếu tố nữa, đó là khi mà anh chuyển nó là cái thị trường nó phải hấp thu được. Có nghĩa anh bán nhưng mà có người mua, nhưng mà cái người mua đó là phải hấp thu được nữa cơ. Cái này mấy bạn chơi crypto là chắc hiểu rõ nè. Nhiều khi có một cái đồng nào đó mà nó đâu có cái tính thanh khoản cao, có nghĩa là bán thì được nhưng mà xả nhiều thì ai mà mua, hiểu không? Đó, ví dụ như vậy thì cái tính thanh khoản nó còn nằm ở chỗ đó nữa. Cho nên là những bạn mà thực sự là nếu mà trên bảo hiểm, các bạn làm bảo hiểm thì trong cái thời gian sắp tới đây và với những cái chuyện vừa rồi xảy ra thì cái yêu cầu khách hàng cũng tăng lên rất nhiều. Mà nếu các bạn trang bị cho mình những cái kiến thức về tài chính á, thì các bạn khi tư vấn với khách hàng bảo hiểm các bạn sẽ tạo cái vị thế tốt hơn hẳn. Mà thật sự là khi mà chúng ta làm bảo hiểm chúng ta phải có kiến thức tài chính, đó là cái thật sự là làm về cái bảo hiểm gắn với tài chính cá nhân, kiến thức nó rộng lắm, không chỉ về tài chính, không phải mình nói, nhưng mà đấy có nghĩa là anh phải có một cái background tốt về kinh tài. Nói chung mình hay dùng cái từ kinh tài, mình thích cái chữ kinh tài là vậy, có nghĩa là vừa kinh tế vừa tài chính đó, để mà mình có được một cái hiểu nó rộng hơn, tại vì các cái vấn đề sau đó mình sẽ thấy rằng là nó có cái sự liên thông với nhau hết đấy. Và khi đó khách hàng họ mua bảo hiểm họ cũng cảm, tức là họ mua bởi vì họ hiểu một cách chân thật là bảo hiểm nó vai trò to lớn như thế nào mọi thứ, thì lúc đó họ mua, họ cũng sẽ mua với cái khối lượng bảo hiểm nó đúng hơn của họ, cho nên là sẽ mua với số lượng lớn hơn cho mình, thì cái nhu cầu khả năng bán bảo hiểm mình nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Ok. Rồi các bạn đang ở trong room bây giờ mình thấy cũng được mười mấy bạn đây, 16 bạn chứ bộ. Làm sao mình biết được tên các bạn nha? Đâu rồi? Đấy thì các bạn có thể đặt câu hỏi ha. Ở đây có thấy Vicky nè, có Vui nè, Đạt, Khải sao nhà Rosie nè. Đấy các bạn Châu, Chí. Đấy các bạn có câu hỏi gì thì có thể đặt ở đây. Đấy nãy giờ mình với Đức trả lời các cái câu hỏi vừa rồi là những cái câu hỏi gửi trước Đức ha. Dạ. Như là các bạn hãy gửi trước câu hỏi đến cho tụi mình. Đấy.
thì cũng sẽ xoay quanh các cái vấn đề trước về về các cái chủ đề về tài chính cá nhân, ví dụ như là kế hoạch rồi quản trị rủi ro, rồi đảm bảo làm sao cho được một cái mục tiêu về tài chính cá nhân, rồi cách xử lý nợ đồ này kia. Đừng có như cái trường hợp mà xử lý nợ mà lập nhóm kín giống như hôm rồi mới đọc báo đi cướp ngân hàng ở Hóc Môn nha. Trời đất ơi, xử lý nợ kiểu đó ghê quá. Trời ơi, lập nhóm kín nữa đó, rồi rủ nhau đấy, mới đọc báo xong đúng không Đức? Dạ, cũng sáng tạo ghê luôn. Cái đó Mà cũng là xử lý nợ, nhưng mà cái này chắc là chưa nghe show của mình rồi anh em mình. thật ra có khi là các bạn cũng đó là một cái phương cách để đi trốn nợ đó, tại vì các bạn cũng biết thừa là ở Việt Nam mà cướp ngân hàng có ai thoát mà từng thoát được đâu, chắc là Đâu như ở Mỹ nha, đâu như ở Mỹ nha. dạ, cho nên là chắc là mục đích của các bạn đó là để vô kêu trốn nợ. Hôm rồi mình coi cái phim của Mỹ trên Amazon Prime nó cái hay đó, The Omen and the Gun gì đó. Thì đấy, nghề cướp ngân hàng cực kỳ hay luôn, cướp số tiền, cướp mà lúc nào vui vẻ, ôi cái người ngồi ở quầy là chỉ choáng luôn, có nghĩa là phong thái lúc nào cũng rất là lịch thiệp, nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, vô nói là chẳng hạn đấy, tiền này là tiền của ngân hàng đúng không, không phải tiền của cô, đừng Câu đó thú vị, câu đó thú vị, đó là tiền thì của ngân hàng nhưng mà mạng thì của mình, cái nào của mình đấy. thì không Cho nên là cứ làm theo lời của tôi nhẹ nhàng đấy, mà cướp ngân hàng xong ra rất là nhẹ nhàng. Ok, này có câu hỏi của Đức nè. Rosie đang hỏi Đức đây, muốn trở thành financial coach thì có khó không? Em không trong ngành tài chính thì học nghề nên bắt đầu từ đâu? chốt câu nói của nhân vật nam chính hả? Ok, của Rosie thì tức là muốn thành financial coach, mà thực sự financial coach là một cái nghề nó mới hình thành từ sau đây thôi, nó mới bắt đầu là nó chớm từ năm 2005, nhưng mà nó bùng nổ từ sau cái sự kiện đó là cái sự khủng hoảng năm 2008, bởi vì người ta bắt đầu người ta nhìn thấy rằng là cái lòng tham của phố Wall nó rất là lớn, tức là khi chúng ta trao tiền cho người khác làm cái thứ mà rất là nguy hiểm mà bản thân chúng ta không biết gì hết, giống như là anh Chí có chia sẻ ví dụ ban đầu ở Pháp. Tức là khi mà có những cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không hề aware gì được là tiền của mình hết, và mình thấy tiền cái tài khoản của mình nó thổi bay được 40 50% ở Mỹ, tới 2 triệu tài khoản hưu trí bị mất luôn hoàn toàn trong cái đợt đó. Như vậy thì người ta nhận ra một cái điều đó là chính bản thân mình phải có cái kiến thức, có cái kỹ năng nó rất là quan trọng. Nhưng mà cho nên là cái financial coach nó ra đời, thì financial coach nó khác với lại những cái mảng tư vấn khác ở cái chỗ nó có một cái vai trò, đó là nó phải chuyển giao được tất cả những cái kỹ năng, cái kiến thức, cái tư duy tài chính cho cái người được coach trong suốt quá trình đó. Cho nên là khi chúng ta bắt tay với người coach đó, một thời gian thì chúng ta sẽ được trang bị đào tạo và tư duy và cách làm giống như người coach đó. Thì cái đó là cái của người coach. Thì thông thường coach ở trên Việt Nam chúng ta hiện tại đang phát triển rất mạnh, và các công ty họ đưa coach vô công ty rất mạnh. Nhưng mà financial coach là một cái mảng đặc thù hơn tất cả những mảng coach khác ở cái chỗ là chúng ta không nói suông được. Bởi vì muốn hay không đụng financial là chúng ta phải nói, tức là chúng ta cũng coaching nhưng mà chúng ta phải nói trên con số. Cho nên từ cái việc mà nếu mà các bạn financial coach nó là một cái mà Đức nghĩ là thời gian tới ở Việt Nam mình sẽ rất cần, bởi vì rất nhiều người họ muốn tự trang bị kiến thức cho bản thân của mình. Bởi vì khi trang bị kiến thức cho mình, nó không chỉ là cho cá nhân của mình mà nó còn cho những thế hệ sau nữa. Vì cái người thầy tốt nhất để mà đào tạo về tài chính trong thời gian đầu của con mình chính là cha mẹ, cái cách cha mẹ sống. Nên là cái khi mà chúng ta làm cái người financial coach thì chúng ta sẽ được trang bị những cái đó. Bắt đầu financial coach thực sự nó khó thì nó khó thiệt, nhưng mà dễ cũng dễ. Nếu nó sẽ dễ theo kiểu nào, nó dễ nếu mà thực sự chúng ta có cái đam mê, chúng ta có cái đam mê, có cái tình yêu với nghề, cái tình yêu mà thứ nhất đó là đam mê với việc là bản thân chúng ta muốn ứng dụng, bản thân chúng ta muốn đứng trên đôi chân của mình để mình làm chủ tài chính của mình. Bởi vì đằng nào chúng ta cũng phải học tài chính để mà chúng ta phát triển được bản thân của mình, để quản trị tài sản của mình. Vậy thì hãy trở thành một chuyên gia của mình đi. Một chuyên gia giỏi là một chuyên gia có phải có hiểu biết nhất về mình đã. Vậy thì đó, chúng ta có cái lợi thế đó sẵn mà, chúng ta hiểu biết nhất và chúng ta hiểu biết về mong muốn của mình, đặc thù của mình. Sau đó thì gì, rất đơn giản, đó là mình theo những cái chương trình ví dụ như của anh Chí nè, những cái chương trình về kinh tài rồi rất là hay để mình trang bị, tức là mình là cái người bên ngoài đạo nó càng tốt hơn nữa mọi người. Bởi vì một cái người mà em để ý anh Chí, một cái người mà bên ngoài mà khi chúng ta bước một lĩnh vực nào chúng ta có một cái khiêm nhường nhất định, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người ngoại đạo cho nên chúng ta có những cái khiêm nhường nhất định, và khiêm nhường chúng ta có sự cố gắng học hỏi. Còn đôi khi anh em mình là cái dân mà học từ từ đầu đến cuối, chúng ta là dân tài chính, chúng ta làm tài chính, chúng ta làm ngân hàng ra rồi, thì chúng ta cũng có cái gọi là có cái nó, chúng ta cũng hơi gọi là ỷ lại một xíu,
vì mình là dân của ngành kiểu đó, cho nên là đôi khi có những cái đoạn mà cái mình cũng có những cái chủ quan nhất định, nhưng mà một cái người bên ngoài họ bước vào và với những cái động cơ động lực đủ lớn, cái nỗ lực của họ thì đôi khi nó tốt hơn rất nhiều. Đó, bắt đầu từ trang bị những cái kiến thức, ví dụ như kinh tài, những cái kênh của anh Trí hay những kênh khác để mọi người tìm hiểu, hay những cái lớp này, cái câu hỏi của mọi người rất quan trọng. Cái câu hỏi nó còn quan trọng hơn cả câu trả lời nữa, tức là cái cách tư duy để mình đặt được câu hỏi đúng nó rất quan trọng nha mọi người. Thì trong code nó có làm cái đó, bởi vì bản thân cái chữ code khi dịch ra nó là khai vấn, thì khai vấn là đặt câu hỏi, nên là bắt đầu từ những cái mà nhỏ nhỏ đó rồi, thì sau đó là khi mà chúng ta có được trang bị đủ một cái kiến thức nhất định thì lúc đó chúng ta có thể đi học một cái lớp về financial code. Financial code thì hiện tại thì có ở thế giới nó cũng tương đối ít, nó có những trường thì chúng ta cũng nên đi học những trường đó để chúng ta hiểu về tư duy. Nhưng mà sau đó có một thứ rất là quan trọng là cái những trường dạy quốc tế nó sẽ không có đặc thù của tài chính ở Việt Nam, nên chúng ta sẽ cần ở Việt Nam này chúng ta phải trang bị thêm cái thực tế của kiến thức của tài chính Việt Nam như thế nào. Ví dụ hôm bữa mọi người có nghe Đức và anh Chí chia sẻ đó, cái bất động sản ở nước ngoài chúng ta có một cái option, đó là chúng ta có thể khóa cái lãi suất mà khi chúng ta vay ngay từ đầu được, ví dụ chúng ta khóa trong vòng 5 năm để chúng ta có được cái chênh lệch. Nhưng Việt Nam chúng ta không có cái quyền như vậy, nên là nếu mà chúng ta áp dụng một cách máy móc những cái kiến thức mà chúng ta học ở nước ngoài đưa vào Việt Nam rất nguy hiểm. Đó, chúng ta cần học nhất là học cái tư duy thôi, rồi sau đó chúng ta tham dự một chương trình, một cái khóa để mà chúng ta hệ thống hóa kiến thức của mình lại và mình biết chính xác mình cần trang bị thêm cái gì. Bởi vì cái này là cái nghề mà mình phải học, tức là học liên tục thôi. Bởi tài chính là cái thứ thay đổi liên tục, nó không phải là học tốt nghiệp cái là chúng ta làm được, nhưng mà nó tuyệt vời hơn đó anh chị. Cái nghề này là cái nghề mà khi về già mình vẫn làm được. Tức là khi về già mình, tức là mình trở thành guru, tức là khi đó mình có, bởi vì nó rất quan trọng là cái nghề này là hơn nhau ở cái chỗ là chúng ta càng đi code cho nhiều người, chúng ta càng làm lâu thì chúng ta càng có trải nghiệm. Gừng càng già càng cay đấy. Đúng rồi, gừng càng già càng cay. Mà cái trải nghiệm đó là cái thứ chúng ta không thể được đào tạo, mà nó phải được tích lũy theo thời gian. Đó. Và những cái này thì ở tuổi già chúng ta làm là lấy cái niềm vui. Thực ra lúc đó chúng ta có tiền thật sự, nhưng mà lúc đó có thành cái niềm vui của tuổi già, nó cũng không rất là thú vị cho mọi người. Già rồi lúc đó là gõ một cái búa là tính 20.000. Đức nghe cái câu chuyện đó chưa? Có người hỏi đó, tại sao cái ông này ông tới ông gõ búa một phát mà ông được trả 20.000, còn bao nhiêu người kia làm mà sao một ngày có mấy trăm? Dạ. Thì đấy, thì ông nói tôi gõ một cái nhưng mà tôi gõ nó ra vấn đề liền, đúng không? Không thì em kêu là 20.000 đô đó thì gõ cái búa một phát thì lấy 1 đô, gõ một phát búa lấy 1 đô, nhưng mà biết cái chỗ để gõ thì tôi lấy 19.990 đô. Đấy thì ý mà nói đấy, gần càng già càng cay. Mà đúng thật là tại vì bổ sung thêm ý của Đức là các cái sản phẩm tài chính của Việt Nam của mình nó còn rất là ít, nó ít so với thế giới ở những cái nước phát triển. Các cái sản phẩm, các cái công cụ của mình nó quá ít ha. Rồi cái thứ hai nữa là các cái quy định, đặc biệt là liên quan đến trong chuyện đầu tư đó, nó ảnh hưởng nhiều, rất là các cái quy định về thuế. Đó, thuế đến với từng cái sản phẩm tài chính khác nhau thì các cái chính sách thuế nó khác nhau kinh khủng luôn. Bên này nhiều người mà có nhiều nguồn thu, một cái là cuối năm là phải thuê người chuyên nghiệp làm khai thuế chứ không thể nào tự làm được hết. Tại vì không thể nào mà tự mình tự khai được hết, tại vì mỗi năm nó có những cái quy định mới, nó ra những cái thông tư mới, nó ra những cái quy định mới điều chỉnh như vậy, các cái văn bản dưới luật, thì chỉ có cái người mà người ta làm hàng ngày, người ta cập nhật, người ta mới biết. Còn mình thì mình biết là cái tổng thể nó có như thế thôi, chứ còn cái quy định là đưa vô cái khoản nào, ba rem nào thì cái đó mình đâu có rành bằng mấy cái người mà chuyên nghiệp được. Nên là lúc đó là phải có những cái dịch vụ như vậy. Dạ. Đấy. Dạ, cảm ơn anh chị. Còn nếu mà mọi người thật sự có tin tưởng hay là mình có thể tìm hiểu đó, thì hiện tại FCI cũng đang có khóa đào tạo ra cho thành một financial coach đầu tiên ở Việt Nam này. Cái đó là các bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web của FCI nhé. Đấy, ví dụ là đồng hành cùng với chỗ Đức. Rồi, ok, có một bạn khác có một câu hỏi là bây giờ chi tiêu thì trong cái khoản thu nhập của mình chia ra là bao nhiêu các cái phần đó, đúng không? Thì cái này chắc là Đức chưa có tìm hiểu cho nên hỏi luôn. Thì về nguyên tắc chung thì cái này là nó gọi là nguyên tắc thôi nha, chứ không có phải là cứng nhắc, tại vì không có cái thể nào một cái áo mặc vừa cho tất cả mọi người. Nhưng mà người ta có một cái nguyên tắc chung, đó là 5-3-2. Hôm lần mình chia sẻ trên Facebook của mình đó. Cái này các bạn hình dung đội hình giống như đá banh nha. Đá banh chia đội hình 5-3-2. Còn không thì mình chia đội hình 4-3-3 cũng được, đúng không? Hoặc là 4-4-2. Nhưng mà thường nó sẽ có một cái tỷ lệ như vậy, là phần lớn phòng thủ đó thì sẽ nằm ở cái chỗ gọi là các cái chi tiêu thiết yếu, các cái nhu cầu, nó gọi là needs, nghĩa là các cái thiết yếu của mình đó, là mình phải có một cái tỷ trọng lớn, ví dụ như là 40% hay là 50%. Đó. Nhưng mà cái này nó cũng tùy vào thu nhập của các bạn nữa.
ví dụ như là các bạn gọi là mình sống đơn giản quen rồi đó, thì hồi xưa thì nó có thể là 40% cái thu nhập của mình, nhưng mà sau này cái thu nhập mình rất là cao mà mình vẫn giữ một cái nếp sống đơn giản như vậy đó, thì nhiều khi bây giờ nó chỉ là 20% thôi. Các bạn hình dung không? Hồi xưa lương mình 10 triệu, bây giờ lương mình 100 triệu một tháng, mà mình vẫn giữ được cái lối sống đơn giản, sáng đi làm vẫn làm gói xôi, đúng không? Sáng đi làm vẫn ăn một ổ bánh mì là được rồi, mặc dù bây giờ lên sếp rồi, lương cả 100 triệu, 200 triệu rồi, ví dụ vậy. Chứ đâu phải là lương mình lên là sáng phải đi vô caravan ăn, hoặc là đi lên Bitexco ăn cái tô phở mấy chục triệu, ví dụ vậy, đâu cần thiết như vậy. Thì lúc đó cái tỷ lệ chi tiêu nó rất là ít so với tổng cái thu nhập. Nhưng mà để các bạn mới bắt đầu đó, là cái tỷ lệ chi tiêu, cái tỷ lệ mà chi tiêu cho các cái thiết yếu của mình nó tầm khoảng 40-50% khi thu nhập mình nó còn thấp. Các bạn có một cái khoản dài tiết kiệm ra là 20%. Đó, như vậy là 70%, đúng không? Bây giờ còn 30% còn lại là cho những cái mà mình mong muốn, ví dụ đầu tư cho bản thân, học hành, phát triển, du lịch này kia, giải trí này kia, tất cả các thứ khác. Đấy, rồi sau đấy thì mình, nó có cái từ gọi là gì nhỉ? Doze, có nghĩa là mình lường đó, mình đo lường lại thôi, mình điều chỉnh lại với lại phù hợp với bản thân của mình. Và khi mà thu nhập của mình tăng lên rồi, đúng không, mà mình vẫn giữ được cái mức sống mà nó đơn giản như vậy, chứ mình không bị lạm phát theo cái thu nhập của mình, nó gọi là lạm phát lối sống đó. Cái đó nguy hiểm cực, cứ tưởng là mình có thu nhập cao là mình phải sống sang hơn, đổi nhà bự hơn, mua xe xịn hơn, siêu xe này siêu xe kia, là lúc đó là chết. Tại vì nếu nó có một cái nguy hiểm mà nó xảy ra với cái thu nhập, một cái là mình đã hình thành ra một cái thói quen chi tiêu quá lớn rồi. Cái đó cực kỳ nguy hiểm. Hồi xưa lúc khủng hoảng tài chính, thiếu gì tụi làm ngân hàng đầu tư ở, thiếu gì tụi banker của ở London bị toi. Tại vì ảnh quen chi rồi, cứ 2 năm là đổi xe mới, đổi xe cả 100,000. Nhà thì ở nhà bự thiệt là bự, ngoài cái nhu cầu luôn. Ví dụ nhà cần khoảng chừng 4 phòng ngủ là đủ rồi, lại chơi cái căn 7-8 phòng ngủ, lương tăng lên cái là đổi nhà, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái lối sống nó bị lạm phát rất là nguy hiểm. Cho nên là rất là quan trọng cái câu hỏi của Đức, đó là cái đầu tiên là mình quay trở lại cái bữa anh em mình đã chia sẻ, đó là thứ nhất là mình xác định ra là cái mục tiêu của mình là gì, mục tiêu trong cuộc sống của mình là gì, rồi sau đó thì mình thấy là cái lối sống mình mong muốn, cái cách sống mình mong muốn là gì, cái mục tiêu lối sống, cái hệ giá trị của mình là gì, cái hệ giá trị của mình nó bao gồm những cái gì, rồi sau đó chúng ta lập cái kế hoạch tài chính của mình để nó hướng tới mục tiêu cái hệ giá trị đó của mình, rồi cái nguồn lực mình đang có ra sao, rồi chúng ta đang ở trong thời lúc này chúng ta đã ưu tiên điều gì, chúng ta đã ưu tiên điều gì, thì đó chúng ta bắt đầu phân bổ nguồn lực để mà đảm bảo là cái nguồn lực, cái dòng tiền á, nó tôn trọng những cái điều đó của mình. Cho nên là mỗi người nó sẽ ra một cái con số khác nhau, và những thời gian, khung thời gian khác nhau, cái thu nhập khác nhau, nó sẽ tạo ra con số. Ví dụ giống như cái mà hôm nay em rất cảm ơn anh Chí cái câu đó, bởi vì chúng em khi đi khai vấn cho khách hàng, em bị đã từng gặp khách hàng như vậy, em thấy khách hàng đó là cái thu nhập của họ, tức là em nhìn vô thì thu nhập của họ tới 200 triệu một tháng lận, nhưng mà nhìn vô cái bản báo cáo tài chính của họ nhìn rất tệ, lúc em lập báo cáo tài chính xem rất tệ, cái sao chị đã làm vậy, cái ổ cái này chị làm đúng theo trong cái chị học cái gì, chị học 6 chiếc lọ nói sao chị, tức là cái chi tiêu mà của mình đó thì được khoảng chừng 60%, thì thu nhập của chị 200 triệu, chị chi tiêu một tháng 120 triệu, đúng rồi em. Cái chị em chết luôn đó chị ơi. Thế em hỏi chị bây giờ nè, chị lâu em làm báo cáo ra thì em thấy là cái thu nhập của chị á có tháng nó lên tới khoảng chừng 1 tỷ mấy, 2 tỷ, nhưng mà có 2-3 tháng không có tiền gì hết, và chị lấy tổng cái thu nhập đó một năm chị chia cho 12 tháng mà nó ra trung bình là 200 triệu và chị xài là 120 triệu trên đó. Nhưng mà cái vấn đề là gì chị ơi, nguyên tắc của tụi em là nếu thu nhập của chị mà nó không đều mà nó biến động như vậy chưa gì hết, tụi em phải biết cao của chị nhẹ nhất là 20%. Nhưng là ví dụ như em tính ra là tổng, em ví dụ thôi, tính ra tổng nó là 3 tỷ đi, thì em phải tính cao ngay tức 20% đó, bởi vì cái số của chị nó không ổn định và không đều, thì nguyên tắc kế toán tụi em tính cao. Rồi đã vậy, bên cạnh đó chị có rất nhiều cái thể loại nghĩa vụ ở đây nữa mà chị không thấy, cho nên cứ mỗi tháng chị đè chị xài 120 triệu vậy sao được. Tức là lúc đầu mình chia sẻ ra cho họ thấy, tức là khi mà mình nói mình chia sẻ từng góc ra, họ nói không được đâu em, chị phải dày những khoản này là không thể hạ được mà thứ. Nhưng mà mình đặt họ vô và mình phân tích cho họ thấy cái thế mà thứ. Và 2 tháng sau gặp lại khách hàng, chị nói là bây giờ chị phát hiện ra là có rất nhiều niềm vui mà không cần tiền nữa cả. Niềm vui mà không cần tiền. Tức là trước đó họ nghĩ rằng tiền nó sẽ mua niềm vui, tất cả mọi thứ nó phải là tiền, và càng muốn có niềm vui lớn hơn thì phải có tiền lớn hơn. Đó, thì có những cái công thức cố định mà khi chúng ta không hiểu được cái logic phía sau á. Ví dụ chiếc lấy 6 chiếc lọ,
cái logic nó rất hay, đó là chúng ta hiểu rằng chúng ta nên chia tiền thành 6 phần như vậy, nhưng mà nó không nên đi theo một cái phần trăm. Nên là bất cứ lúc nào mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta làm gì đó mà chúng ta chia một phần trăm cố định và chúng ta không hiểu được cái lý do phía sau của nó thì cỡ nào cũng sai hết cả. Cái đó là cái mà chúng ta nên hiểu rằng là mình hiểu cái triết lý phía sau của nó, và sau đó giống như anh chị lúc nãy cái chia sẻ là chúng ta linh hoạt. Ở đây có thể 40, 41, 43, ví dụ vậy, nhưng mà có thể 532, nó thì nó tùy thuộc vào cái mục tiêu của mình, cái hệ giá trị của mình, những cái lối sống của mình mong muốn như thế nào. Và một cái lúc nãy Đức thấy anh chị và Đức nghĩ là cái đó rất rất quan trọng luôn, là mình giữ được cái lối sống hiện tại của mình càng lâu càng tốt. Ok, cảm ơn Đức nhiều nha. Hy vọng là đấy, câu trả lời của mình với Đức là giúp Đức hình dung được ha. Nghĩa là mỗi giai đoạn nó sẽ có một cái tỷ lệ chi tiêu khác nhau, nhưng mà thường ban đầu thì người ta hay có một cái tỷ lệ chung, đó là cái đội hình xếp là mình hay nói là 532, đó là như vậy đó. Rồi, có một bạn hỏi rằng là muốn nghiên cứu hơn về kinh tài thì bắt đầu từ đâu? Có nên học theo khung chương trình đào tạo của các trường đại học hay không? Do thấy các cái khóa học ngắn hạn thì không có đem lại hiệu quả nhiều về tư duy kinh tài và hiểu biết về mảng đó. Thật ra thì cái mảng về nói về kinh tài thôi ha, nhưng mà thật ra thì nó có rất là nhiều cái chuyên ngành sâu, đúng không? Ví dụ các bạn nhìn vô các cái chương trình đào tạo của các cái khối trường mà ngành kinh tế đó, tài chính đó, các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Và trong đó thì nó sẽ có nhiều các cái môn khác nhau. Mọi người, có nhiều bạn cứ nghĩ rằng nó không đơn giản, không quan trọng, cứ học những cái môn chuyên ngành này kia, không phải đâu. Nó phải có những cái nền tảng, có những cái viên gạch đầu tiên thì nó mới có những cái viên gạch tiếp theo. Ví dụ như các bạn học tài chính thì các bạn phải bắt đầu với kinh tế trước cái đã. Các bạn phải hiểu kinh tế học là cái gì, cái nền kinh tế nó vận hành sao, thì bắt đầu mình học là những cái vấn đề về cơ bản nhất về trong kinh tế vĩ mô, đúng không? Ví dụ mình hiểu là trong cái kinh tế vĩ mô mình hiểu các cái chính sách này kia trước, rồi sau đó mình đến kinh tế vĩ mô coi ngành doanh nghiệp hộ gia đình đấy, rồi sau đó thì mình mới đi vào các cái doanh nghiệp, rồi sau đấy thì mình đi vào cái thị trường tài chính nếu mà mình muốn, rồi đi vào đầu tư nó sẽ có những cái chuyên hơn, hoặc là chỉ đi vào kế toán thôi, hay là kiểm toán trong cái doanh nghiệp, hoặc là các bạn đi về kinh tế nhưng mà các bạn đi về marketing thì các bạn cần hiểu hành vi nhiều hơn của người tiêu dùng, ví dụ vậy. Thì đấy là những cái mà mình cần biết là mình muốn cái gì. Đấy, ví dụ như nếu mà đơn giản rằng là chỉ để quản lý cái tài chính cá nhân của mình, tài chính gia đình của mình, thì chỉ cần hiểu những cái cơ bản về kinh tế, cái nền kinh tế nó vận hành sao, rồi trong cái thị trường tài chính đó, thì nó có những cái sản phẩm tài chính nào nó phù hợp với lại mỗi cái giai đoạn phát triển của mình. Tại vì khi mà các bạn cầm tiền ít đó, nó khác với các bạn cầm tiền nhiều, cái sản phẩm đầu tư của các bạn nó cũng sẽ khác nhau hoàn toàn luôn đó. Rồi cái cách mà tham gia thị trường nó cũng sẽ khác đấy. Thì rồi các cái vấn đề về quản trị rủi ro khi mà cái tiền nhỏ tiền lớn nó cũng khác nữa đó. Thì cho nên là lúc đó là mình phải biết được mình muốn cái gì, rồi mình có một cái lộ trình thế thôi, thì mình đi theo. Mình biết có nhiều cái này tự học cũng được mà. Ví dụ các bạn có thể nhìn một cái chương trình khung rồi sau đó các bạn coi cái môn cơ bản mình cần mình học. Còn cái quá trình mà ví dụ như là mình chưa hiểu, đúng không, mình gặp những cái người để tiết kiệm thời gian, thì mình gặp những cái người có cái chuyên môn tốt trong cái lĩnh vực đó, người ta giải thích cho mình, thì lúc đó thì mình sẽ nắm bắt được nhanh hơn và tiết kiệm được thời gian đấy. Các cái khóa học mà thường là các cái khóa học mà ngắn hạn đó, nó sẽ hiệu quả khi mà mình có được một cái nền tảng tốt. Có nghĩa ý không phải tốt mà mình phải có một cái nền giống như nôm na là sao ta, sạch nước cảng đó. Nghe đánh cờ là phải biết được sạch nước cảng, là phải biết là các cái con cờ nó đi làm sao, nước đi như thế nào. Thì lúc đó đến học cái ông thầy ông chỉ những cái cách đi, các cái chiến lược đi cờ đó, nó hiệu quả hơn. Chứ còn bây giờ chưa biết cái con mã nó đi làm sao, con pháo nó đi làm sao, con xe nó đi làm sao, con tượng quân sĩ nó đi làm sao, thì vô học thì nó sẽ có cái đó. Mình cũng tiếc là những cái khóa học vừa rồi của mình tổ chức về kinh tài thì có số ít thôi, cũng có một vài bạn là cảm thấy là không có được happy với cái chương trình, bởi vì đấy thật sự là các bạn chưa sẵn sàng. Đấy, các bạn chưa sẵn sàng để đi vào cái level đó. Còn những cái bạn mà đã có được cái level rồi thì mình cảm giác các bạn giống như là được tiếp thu và được giống như là được bay lên, mình rất là happy. Nhưng mà cái số đó nó không có 100% được, đương nhiên vẫn có một vài bạn, số rất là ít, là bởi vì các bạn chưa sẵn sàng đấy. Thì cái này cũng là một cái kinh nghiệm của mình, một bài học của mình đấy. Thì đấy là Đạt ha, thì đấy là cái hướng mà mình tìm hiểu về kinh tài. Mình nếu mà mình chỉ lo cho mình thôi thì mình nghĩ cái đó là tự học được
chứ không nhất thiết là phải phải đi vô một cái chuyên ngành để học. Còn nếu mà thật sự là để mình trở thành phát triển cái nghề nghiệp đó đó thì phải học, đúng không? Ví dụ mình làm tài chính, mình làm kinh tế thì mình phải vô cái trường học, mình có cái bằng chuyên ngành. Đấy. Rồi, ok, có một bạn khác, Đức có bổ sung gì thêm giúp anh chỗ này không? Câu hỏi của Đạt. Em thấy là cái chia sẻ của anh nó mọi thứ nó gọi là nó quá chuẩn. Ok, anh cảm ơn. Rồi, bây giờ có một bạn tên là Chí, đang là sinh viên năm 3 ngành tài chính trong khoa luôn này, kinh tế, đại học kinh tế đây. Chứ phát triển theo hướng cái data driven thì nên tập trung vào học code hay hơn hay là tập trung vào kiến thức tài chính quan trọng hơn? Cái này thì bây giờ đúng là cái xu hướng là phải song song thôi. Cái này là phải song song, có nghĩa là mình hay khuyên các sinh viên học với mình đó là các bạn có cái kiến thức về tài chính rồi, đúng không? Nhưng mà phải củng cố cho nó chắc, có nghĩa là những cái môn học ở trong trường là mình phải đạt được cái yêu cầu, qua được cái môn học mà qua tốt đó, thì lúc đó là đã ok. Rồi sau đó là cái phần mà mình học thêm đó là cái phần về coding, hoặc là về kể cả bây giờ các bạn phải học rất là nhiều về cái khả năng sử dụng AI. Đấy, làm sao mà mình viết được các cái câu lệnh prompt chuẩn, ví dụ như vậy. Đấy là cả hai cái kết hợp. Đấy. Thì nói nếu mà gọi là ưu tiên thì mình nghĩ rằng là có thể là các bạn cần 60% hoặc là 70% cái công lực của mình dành cho cái chuyên môn của mình. Tại vì cái đó nó quan trọng. Bây giờ thì 30% cái phần còn lại là các bạn hình dung như thế này nè. Mình là dân ngoại đạo trong lập trình, ví dụ bản thân mình nha, kinh nghiệm của mình cũng vậy, thì mình không có đặt ở cái vị thế là mình phải làm phát triển, và mình chỉ đặt vị thế của mình là người sử dụng thôi, đúng không? Đó, mình sử dụng có nghĩa là mình hiểu được cái logic của cái code đó, mình lấy một cái script đó, mình biết là nó nói về cái gì, và bây giờ mình muốn customize lại, mình xài thì mình xài làm sao. Ví dụ một cái portfolio đó optimize, mình có cái script đó rồi, thì bây giờ mình về mình optimize với lại cái danh mục của mình, mình đưa 10 cái mã của mình vô cái script đó đó, thì nó cho cái thời gian là từ năm 2000 cho đến năm 2018. Mình muốn customize lại, mình cho nó chạy từ 2010 cho đến 2022, thì mình phải biết chỉnh cái code chỗ nào, cái ngày tháng chỗ nào, cứ chỉnh sai một cái là nó ra kết quả tầm bậy tầm bạ liền, đúng không? Cho nên là ở cái góc độ là mình là người sử dụng đó, là mình biết customize lại chỗ nào cho mình, vậy là được rồi, chứ mình không phải là cái người đi phát triển cái code đó hay là cái script đó. Dạ. Cho nên là mình đặt ở vị thế như vậy thì là mình là cái người sử dụng, và mình hãy giỏi cái thế mạnh của mình là về tài chính thì mình làm cái chuyện đó. Dạ. Mình dùng đòn bẩy thêm với lại cái kiến thức hay là những cái sản phẩm của các bạn làm bên lập trình, mình kết hợp. Dạ. Đấy. Và em nghĩ rằng là để mà lựa chọn, tức là nó sẽ có nhiều câu hỏi nó gần giống như vậy, thì tức là theo cá nhân em thôi, thì có một cách đó là chúng ta xem là cái thứ gì mà máy móc nó có thể làm được và cái thứ gì máy móc nó không thể làm được, tức là cái thứ gì mà nó liên quan tới con người nhiều á, thì chúng ta tập trung cái thứ con người, bởi vì những cái thứ kia còn lại máy móc sẽ làm được. Em ví dụ coding bây giờ những thằng AI bắt đầu nó làm được rất là tốt rồi, ngon lành luôn, trời ơi, sửa rửa cái code, mấy anh em ngồi cả mấy ngày, cả tuần, hai tuần, bây giờ quăng cái code lên ChatGPT 4 nó làm phát một, nó sửa lại, nó viết gọn gàng. Đó. Cho nên là ví dụ mình tập trung vào cái con người làm gì, mình là cái người mà đặt được cái prompt cho thằng ChatGPT để nó viết được cái câu đó cho mình theo đúng cách của mình, cái đó quan trọng hơn rất nhiều. Yếu tố nào là yếu tố con người trong đó thì chúng ta tập trung nhiều hơn. Đúng rồi, và mình có cái khả năng là phân tích đúng sai, tại vì ví dụ như mình nhé, mình yêu cầu cho nó nhưng mà nhiều khi nó ngu lắm, bữa bước mình hay nói đó, nên mình chửi nó đó, tại vì nó đưa ra cái kết quả mà mình thấy nó bậy, mình chửi nó thì nó nói tao xin lỗi, cái này tao bị nhầm rồi, để tao tính lại, thì đó thì chửi 2-3 lần thì nó mới ra được cái kết quả đúng cho mình muốn đó, cái kiểu như vậy. Tại vì mình có kiến thức thì mình sẽ biết rằng cái nào chuẩn, cái nào nó ra kết quả, cái nào đúng, cái nào sai. Đấy. Thì mình lấy một cái ví dụ thôi, mày cho một cái đề thi đi, tự nhiên mày tính xong cuối cùng ra tổng tài sản không có bằng tổng nợ với lại cổ phần, bậy thằng bà, đúng không? Tao nhẩm lại tao thấy sai là tao thấy mày sai rồi. thì kiểu vậy đấy. Rồi, có một bạn nói rằng là các bạn này chia sẻ thôi, high risk high return nó gây hiểu lầm, cho nên chơi mấy trò đu quay là
Đúng rồi, rủi ro cao thì cái kỳ vọng cao mà. Tại vì tất cả đều là ở tương lai cho nên tất cả đều là kỳ vọng hết, đúng không? Tất cả đều là expectation hết. Tất cả đều là expected value hết. Đấy. Chứ còn nếu mà high risk high return thì tất cả những cái quỹ đầu tư nó tập trung vô cái này rồi, nó cứ nào risk đó làm thôi. Còn cái việc còn lại của nó là gì? Nó chỉ việc làm ra những model để nó kiểm soát cái rủi ro là nó có return rồi. Cho nên là cái đúng bạn nói rất chia sẻ rất chính xác, đó là high risk thì high expected return, tức là cái kỳ vọng, và kỳ vọng thì chả liên quan tới thị trường. Thị trường không quan tâm kỳ vọng của các bạn, thị trường nó không liên quan, không quan tâm. Và cái nữa là các bạn hãy hình dung như thế này nhé. Trong cái thống kê đó, trong cái xác suất thống kê đó, thường đó là mình sẽ đo cái rủi ro, đúng không? Mình đo cái rủi ro của nó là bằng cái độ lệch chuẩn, đúng không? Đấy, khi mà mình đo lệch chuẩn là mình đang đo cái quá khứ. Đó là mình đang sử dụng cái số liệu quá khứ. Cái đấy là cái một cái giả định thứ nhất, là mình đã có độ lỏng rồi đó. Cái nghĩa là cái mình khi mà mình có, các bạn biết rồi, trong các cái mô hình toán hay mô hình lý thuyết kinh tế, nó luôn luôn có những cái assumption, các cái giả định, và mọi người hay bỏ qua những cái đó. Cho nên là chỉ cần một cái giả định ở trong cái đó nó bị vi phạm thôi nha, là lúc đó là toàn bộ kết quả còn lại nó sai hết. Phải nhớ cái đó, chứ không phải cứ thấy nói như vậy là mình bê vô nguyên si đâu. Phải coi lại là ví dụ như cái giả thuyết và cái tính toán đó, nó dựa trên cái assumption, nó dựa trên cái giả định gì nữa nha. Đó, thì ví dụ như mình kêu mình tính cái độ lệch chuẩn thì mình phải dựa trên số liệu quá khứ là một. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mình tính cái rủi ro đó, nhiều khi mình tính cái đó là mình dựa trên, nói kỹ cụ thể hơn chút là mình dựa trên cái gọi là cái quy luật, gọi là cái gì, cái phân bổ gì, đúng không? Mình hay dùng là cái phân bổ normal, đúng không? Phân độ gọi là phân phối chứ lộn, phân phối gì. Nhưng mà các bạn biết mỗi cái event, các cái sự kiện khác nhau, nó đâu có cái thằng nào là phân phối chuẩn đâu, đâu có lúc nào là phân phối chuẩn đâu. Mình phải đi tắt nó hết và mình coi cái quá trình đó, cái rủi ro của cái đó là nó có phân phối chuẩn hay không. Ví dụ như chưa chắc nha, rủi ro của Bitcoin là chưa chắc là theo phân phối chuẩn đâu, các bạn coi. Nó có thể là phân phối, ví dụ như là phân phối Poisson gì đó, mình cũng có một số cái phân phối quy luật trong phân phối. Đó, ví dụ như vậy, nó khác nha. Cho nên là thật sự đấy là gọi là kỹ đó, cái người mà làm kỹ đó là phải biết được cái đó luôn. Cho nên là còn nói lại là cái câu là đúng, là rủi ro cao nó sẽ đi kèm với lại cái kỳ vọng lợi nhuận cao, chứ không cứ bao giờ chắc chắn. Cho nên là cái hai rất hay tin đó hôm bữa. Và một cái nữa là nó vẫn có những cái trường hợp là nó sẽ có những cái outlier. Trong thống kê nó có những cái outlier, là những cái trường hợp mà nó dị biệt đó. Nó có dị biệt, và nhiều khi cái dị biệt đó nó xuất hiện với lại một cái đối tượng nào đó thôi. Nó chỉ xảy ra với một đối tượng nào đó thôi, hoặc là nó chỉ xảy ra trong một cái giai đoạn nào đó thôi. Và sẽ rất là nguy hiểm khi mà mình lấy những cái sự dị biệt đó và mình khái quát hóa nó. Ví dụ như hôm rồi có một cái xu hướng là người ta chứng minh, có một bạn đã chứng minh là thật ra là những cái thằng mà rủi ro gọi là sao ta, thấp rủi ro thấp mà lợi nhuận cao, thì cái này nó tìm để đi tìm cái bằng chứng để mà chứng minh này thì tìm được, nhưng mà thật ra nó không phải là đại diện. Ví dụ như là đầu tư những cái thằng mega tech ở Mỹ, đúng không, những cái thằng big tech, thì thật ra những cái thằng này là cái độ biến động của nó là ít, tại vì vốn hóa nó quá lớn, đúng không, thì cái độ biến động của nó là ít. Những cái thằng khổng lồ đó, ví dụ Microsoft này kia hoặc là Amazon, nhưng mà những cái thằng này thì lại là Apple, những cái thằng này thì lại mang lợi nhuận rất là cao. Thấy chưa? Thì nếu mà người ta chỉ vịn vào những cái nhỏ như vậy để mà người ta khái quát hóa cái chuyện là vẫn có là rủi ro thấp và lợi nhuận cao, thì nó lại là những cái, nó không phải là đại diện cho cái số đông, cái số lớn đó. Thì mình cần lưu ý những cái như vậy. Dạ. Và cũng chia sẻ cho mọi người đó là nãy giờ anh Chí anh đang chia sẻ là dựa trên cái toán học, và nó dựa trên cái mô hình là cái Modern Portfolio Theory. Và khi chúng ta nhắc tới rủi ro là chúng ta hay nhắc tới là cái độ biến động, độ biến động. Và họ cái ông này lúc mà ông làm, ông đã nói ngay tức đó là thị trường, cái giả thuyết của ông là thị trường hoàn hảo. Cái giả thuyết của ông đã có cái câu đó rồi, là thị trường hoàn hảo, cho nên là cái rủi ro còn lại đó là do cái sự biến động của cái cổ phiếu đó, cho nên là nó mới ra là cái câu này. Nhưng mà thật ra là nó thật sự mà khi mà chúng ta đưa vào nghiên cứu trên thực tế ngoài thị trường thì nó không thể ra được cái câu là high risk high return theo kiểu này. Nó là expected return. Ok, đấy. Ok, thì chắc là cũng giờ anh chị hả?
Wow, hôm nay lay quay mà còn là cháy cháy giáo án rồi. Rồi, ok. Đấy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Đang nhìn thấy là đấy có 10 16 17 bạn trong 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 room. Thì đấy thì có những cái sự kiện mà nó đặc biệt một chút, mình dành một cái gọi là cái ưu ái dành cho các cái bạn tham gia riêng trong Bitcoin đó, thì các bạn có thể đặt được câu hỏi. Các bạn được tụi mình với Đức trả lời trực tiếp ha Đức ha. Dạ. Trời ơi, chứ bình thường mà hỏi tôi một tiếng đồng hồ là phải trả tôi 1 triệu 2 triệu đồng đó nha Đức, không biết mấy triệu, chắc mắc hơn tôi. Ý là anh gọi là để mà hỗ trợ cho các bạn có phát triển, chứ còn ông Đức làm kinh doanh thì chắc chắn là ok. Thế nhưng mà đấy thì mình mong muốn rằng là đấy các bạn có những cái lĩnh hội được từ những cái chia sẻ của Đức với mình đó, thì giúp cho các bạn phát triển, rồi sau đó thì đấy các bạn có thể giúp đỡ cho những cái người khác. Khi mà các bạn giúp đỡ được cho những người khác thì tụi mình đỡ cái công là tụi mình, đúng không, tụi mình đi giúp người khác, đúng không? Mình làm chuyện khác đấy, thì cứ như thế thì nó sẽ better, nó sẽ tốt hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tài rất là nhiều. Dạ. Ok, cảm ơn Đức và cảm ơn các bạn nhé. Mình hẹn dạ. thứ bảy tuần sau, nhưng mà chắc thứ bảy tuần sau mình quay lại cho livestream hả Đức? Dạ, sao? Quay lại mình livestream với một cái chủ đề nó rất rất là quan trọng, và đó là một trong những chủ đề mà nó quyết định tới cái việc là mình có thành công theo tốc độ mình mong muốn hay không đó. Đó là đôi khi trong cuộc sống này, thật ra là chúng ta đều kiếm tiền được hết cả, chúng ta đều kiếm được tiền. Và nếu cho chúng ta sống được 300 tuổi thì chắc là mọi người thành tỷ phú hết. Nhưng vấn đề là chúng ta kiếm không, ví dụ là chúng ta làm ra tiền hay gì đó không đủ nhanh. Bởi vì một vấn đề rất là lớn đó là chúng ta không sử dụng được tối đa cái đồng bảy. Thì trong cái buổi thứ bảy này sẽ cho mọi người hiểu về cái kiến thức mà khi nhắc tới đồng bảy chúng ta tưởng là nó liên quan tới rủi ro, liên quan tới tài chính, nhưng thật ra có rất nhiều đồng bảy phi rủi ro và nó mang lại cái hiệu quả rất lớn cho chúng ta, nhưng chúng ta lại ít để ý. Thì cái đó là một cái chủ đề cực kỳ quan trọng trong thứ bảy tuần sau chúng ta. Dạ, sẽ... như có một câu ấy, hãy cho tôi một điểm tựa, đúng không? Dạ. Ok rồi, cảm ơn Kiều đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi chúc các bạn buổi tối cuối tuần vui và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Mến chào các bạn. À, cảm ơn cả nhà. Ok. Yeah, ok, cảm ơn Wickham, cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn. Anh stop cái record đây. Rồi. Ok.